Ừ. Bộ đi 280 lấy 2 bộ. Kia giờ sao ta, đâu đi à, đâu ai ai chọn đi à? Vân Anh một bộ đi à, size 90 kg. Vô cái bài đi à mới đăng, hai người đặt là ai à? Vô cái bài đi à mới đăng luôn. Hello mấy chị, bấm giùm em cái nút chia sẻ không. Vân Anh Nguyễn một vị à, ai nữa? Vân Anh Nguyễn Ngọc Nguyễn. Ngọc Nguyễn lấy 80 kg, lấy 2 bộ không? Bộ 80 kg, bộ 90 kg. Hello, hôm nay xả xưởng nhà em nha. Mấy chị có thấy camera rõ không mấy chị? Chứ sao em thấy nó bị nhòa dữ ta. Mấy chị thấy camera rõ không mấy chị? Chứ sao em thấy nó mờ dữ à? Con ghi bill Văn Anh, ghi bill Văn Anh Nguyễn đi anh. Văn Anh Nguyễn không có dấu. Mới chọn ngón tay lên á. Văn Anh Nguyễn bộ 2x280 đưa ra cho anh Phước luôn. Trâm xin nút chia sẻ nha mấy chị nha. Rồi còn một bill nữa của ai, đưa ra bé lùng tự sợ tự ghi ra đi. Còn một bill nữa của ai á? Ngọc Nguyễn nào á? Cái kính này của chị Hiền Trần nè con. Con coi thử của Hiền Trần nào. Nè. Hiền Trần gì mới chọt ngón tay lên luôn á. Đó, Hiền Trần gì mới chọt ngón tay lên kính 280. Hello hello, cho em xin nút chia sẻ mấy chị. Không biết kính mờ hay đèn mờ hay là mắt em mờ nữa. Hay là không có tiền trong nhà, cái người nhìn gì nó cũng mờ hết trơn. Bấm cho em xin nút chia sẻ nha, mấy chị có thấy bị mờ không mấy chị? Cái kiếm nó gói chắc phải kiếm cái hộp nhỏ của anh Tư à. Hoặc là bọc giấy giấy bóp chiếu đâu ạ à? Ừ thì ngồi rồi đó. Xem giùm em còn đơn hàng nào nữa không, là sao em chưa hiểu cái đơn hàng chị chưa nhận được hay làm sao? Anh ở trên đó cái Facebook không bao giờ chụp hình qua được, anh ở trên cái Facebook không chụp hình qua được, chắc phải lấy Zalo đi. Anh ở trên lên cái số để nhắn tin Zalo với anh Phước em. Rồi lên cái số Zalo đi anh ở trên. Nhắn tin lên cái số Zalo đi ở trên này. À, áo này 70 đến 100 kg nè. 120 ngàn. 120 ngàn mà vải đẹp lắm. Em nói mấy chị 120 ngàn áo đây mà đẹp vô số kể luôn nè. Mấy chị thấy không, ưng á thì mấy chị mặc bình thường như thế này, không ưng á thì mấy chị thích phơm ngắn, mấy chị rút dây lên như thế này. Nó có hai màu, màu đen và màu xanh. 120 ngàn mà em nói mấy chị vải đẻ ghê gớm luôn, vải đẻ vô số. 70 kg đến 100 kg áo sọc xanh hoặc áo sọc đỏ giống em đây nè. Mấy chị coi vải nè, vải mê ly luôn. Áo này mà mấy chị, áo này mà mấy chị không mặc thì chừng nào mấy chị mặc nữa. Em nói thật lòng, sao kỳ vậy ta, em nhận được hàng 70 không? Không nhớ nữa, tại vì bên chị không có chụp hình được á.
bên chị không có chụp hình được cho nên là không có nhớ chị đó, cho nên bill nào mà tới như mấy bữa thấy chữ của nhà em là cứ nhận ha. Rồi chị nào chốt sọc xanh thì lên sọc xanh, chị nào chốt sọc đỏ thì lên sọc đỏ giúp áo lông, chốt sọc đen là lên sọc đen giúp em ha. Hôm nay nó có nhiều mẫu áo về lắm mấy chị. À, xả xếp xả cái hàng gì mà còn trên kệ 1, 2, 3, 4 xếp trắng đầm. Hôm nay em xả cho mấy chị một mã, mã gì cũng biết nữa. Đợi chút nha, em coi hôm nay xả cái gì, hàng gì. Đợi chút xíu. Hồi trưa bé Bi lấy bộ yếm ở đâu à Bi? Ở trên kệ thì thật sự ở trên kệ giờ được còn đúng một cái set chân váy quần ở trong cùng rồi Bi. Set chân váy quần trong cùng rồi. Nãy với cái gì đỏ đỏ ở trên phía trên tay Bi á. Đúng rồi. Đó là cái gì vậy? Quăng lại đây. Rồi nha, đổ cánh. Ôi trưa ai đặt cái túi trắng, Như Nguyễn ở tỉnh nè. Như Nguyễn ở tỉnh đặt cái túi trắng nè con. Đồng Tháp á. Ừ, Như Nguyễn không có dấu á. Như Nguyễn ở tỉnh. Rồi xả cái set bộ lại đây. Set bộ đó là set bộ cô Tâm á, đưa lại đây luôn. Đưa set bộ cô Tâm lại đây luôn. 350 con. Nè em còn mấy set bộ cô Tâm em xả cho mấy chị 100.000 luôn nè. Ha. À, Huỳnh Hòn nhận được đồ rồi, đẹp lắm chị. Trời ơi, gu của chị Huỳnh Hòn là gu của em luôn á. Xếp chân váy luôn. Ừ, lấy xếp chân váy là. Em còn mấy bộ cô Tâm quần rút dây nè. Thì chị đưa số điện thoại của Zalo của chị lên đây em mới kết bạn được, chứ chị không đưa số sao em kết bạn. Cái vải của bộ cô Tâm này nè. Là chị, cái vải của bộ cô Tâm này là chị Trâm Nguyễn Cà Mau thích lắm. Em đảm bảo luôn. Nè, xả bộ này cho mấy chị 100.000. Vải tuyệt vời lắm mấy chị ơi. Vải này dùng từ là tuyệt vời luôn ha. Có rút dây nè, anh kết bạn số Zalo nè, có rút dây dưới quần nè. Một mấy chị là mặc như thế này, hai là mấy chị mặc rút lên tùy mấy chị thôi ha. Bộ này là size từ 65kg đến 85kg. À, 65kg đến 85kg, em có màu xanh nè. Em có màu xanh coban nè. Em có màu lông chuột nè. À, chị Huỳnh Hòn còn bill ở nhà mình không vậy? Mới đi hôm qua chị. Bao bộ này là bộ lông chuột nè. Mấy bộ này vải đẹp, thấy chị đang đi chơi mà. Không, cái số này không có kết Zalo được nha. Cái số này anh Trinh Nguyễn chưa dùng Zalo mà bà đưa tôi đi kết gì vậy bà nội? Người dùng đã chặn chức năng tìm kiếm. Trời ơi. Chết cha, chết cha. Gì vậy? Anh ơi, kiếm ở đâu nó bu đầy người trong cái gián đoạn. Alo, alo. Ủa đó hả? Hèn chi? Đây đây. Ủa đó hả? Trời hèn chi. Em mới nhận hai cục hàng hồi chiều bảo ok, cảm ơn chị Diễm. À, cái bộ này á, em có màu xanh, màu lông chuột và màu đen ha. Em có màu xanh, màu lông chuột và màu đen. Không hiểu sao mắt nhìn mờ, không thấy gì hết trơn luôn. Màu xanh, màu lông chuột và màu đen. Chị nào chốt xanh thì chốt xanh, chị nào chốt lông chuột thì chốt lông chuột, và chị nào chốt đen thì chốt đen ha. À, mấy chị có đang coi livestream cho em xin chấm đi mấy chị ơi. Mấy chị có đang coi livestream không mấy chị, cho mấy chị cho em xin chấm cho hôm nay áo dây áo thun về quá trời luôn. Áo dây áo thun mọi thứ về quá trời luôn. Có nghĩa là Zalo này anh Trinh Nguyễn cái số điện thoại này không có dùng Zalo thì làm sao mà đưa số Zalo kết bạn được bà nội? Có nhưng mà bị Zalo này cái số này chặn cái số người ta. Nó ghi là chặn. Zalo chặn số người ta, đưa số đi ad bà nội. Anh nhắn cái số lên cho chị ad đi. À, áo chồng mà à, em mặc khen vải mềm. Cái hàng xúc nó vải ngon lắm chị. 10 cái quần lót hồi giờ làm gì có giá mà 11.000 cái đúng không? Lấy lông chuột 82kg của chị Tiên Mỹ. Cái bộ đó chị Tiên Mỹ lấy nhiều nhiều lên. Em nói thật á. Bộ lông chuột đâu rồi? Đưa cho chị Tiên Mỹ đi. Cái bộ đó chị Tiên Mỹ lấy màu đen, màu xanh, màu lông chuột, mỗi thứ mỗi bộ đi, nghe lời em đi. Vải đẹp gấp mấy lần bộ Adidas luôn. Đó, anh Phước cho cái số Zalo lên á. À, 100.000 của chị Tiên Mỹ qua, mai chị Tiên Mỹ đem bộ đồ kia tới trừ lại 80.000. Đây nè mấy chị, quần lót 10.000. À 10 cái 101.000 nha. Quần lót 10 cái 101.000. Ha, dưới 85 kg.
quần lót 10 cái 101 ngàn. Em nói thật sự với mấy chị, em mặc nó còn vừa để sửa chụm đầu, em mặc nó còn vừa nữa đó mấy chị. 10 cái 101 tính ra có 11 ngàn cái à, quá rẻ ha mấy chị ha. Rồi chị nào chốt quần lót thì cứ 10 cái 101 ngàn nha. 10 cái 101 ngàn. Đây em có bộ màu cánh sen nè, em có một bộ màu cánh sen nè quý vị. Trời ơi quý vị ơi, quý vị bộ này 100 ngàn, vải đẹp lắm quý vị ơi. Quý vị không mua là quý vị hối hận cả một cuộc đời luôn á quý vị ha. Quý vị không mua là tối nay em chụp hình lên em bán lại giá công khai. Vậy thôi, đơn giản. Chị thấy đơn giản không? Chứ em thấy quá trời đơn giản luôn. Rồi ok, ở vậy em. Ở vậy á. Ở vậy có nghĩa là bán không được đó mấy chị. Tình ao sơ đi mái cuốn trôi bờ mưa dòng, tình em như sông giá. Thôi để em lên cái bộ dây cho chị hình hò đây. Ngày hôm nay về bộ dây. Chị Tiên Mỹ có một bộ cánh sen của chị Tiên Mỹ. Chiều nay nhận 3 cục hàng chà bá, thằng chồng hỏi em mua hết hàng nhà. Lấy 10 cái đi chị, quần đó quần rẻ không bán 5 cái chứ ơi. Em nói chưa, đang mua cho hết hàng. Đúng rồi, phải trả lời, mình phải trả lời thẳng thắn vậy đó. 100 ngàn, trả lời vậy á, trả lời chừng nào quýnh bầm mỏ mình nghĩ nói. Vậy đi, trả lời cứ trả lời mạnh mẽ thôi ha. Nè em có một bộ ngoài, còn bộ ngủ nhưng mà thun nhà em đẹp lắm mấy chị ơi, thun nhà em nó đẹp lắm ha. Thun nhà em nó đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi luôn. Bộ này size dưới 90 kg nha. Bộ này size từ 70 đến 90 kg. Bộ đỏ, bán bộ đỏ dây cho mấy chị 80 ngàn. 80 ngàn đỏ dây xưởng nhà em ha. 80 ngàn đỏ dây xưởng nhà em. Ai chốt 80 ngàn đỏ dây xưởng nhà em thì chốt lên giúp giùm em. 80 ngàn đỏ dây xưởng nhà em, 70 đến 90 kg ha. Chị nào chốt, chốt giùm em. Đỏ dây của Ngọc Trinh Ariet nè. Ngọc Trinh Ariet. Ariet Ngọc Trinh. Đây. Còn bộ đồ chính tóc nhà em đây. Còn đồ bộ đồ chính tóc nhà em đây. Size L. Khách lấy rồi, còn bộ này size dưới 72 kg nè. Của nhà em, xả cho mấy chị 150 ngàn. Xả cho mấy chị 150 ngàn chín tóc ha. Xả cho mấy chị 150 ngàn chín tóc. Chị nào chốt chín tóc này thì chốt lên giúp giùm em. Chị nào chốt bộ chín tóc này chốt lên giúp giùm em, xả cho 80. Chị nào chốt bộ chín tóc này dưới 72 kg chốt giùm em 240, xả 150 bộ chín tóc. Chị nào chốt bộ chín tóc thì nhắn tin lên giúp em ha. Nhắn tin lên giúp em. Hôm nay em về tổng cộng là 6-7 mã áo thun mà mấy chị. Em về 6-7 mã áo thun, gì áo thun cổ tim. Size từ 65 kg đến 100 kg cũng vừa ha mấy chị ha. Đây em có nhiều mẫu lắm, cứ 100 ngàn một áo. Đó vậy, còn không? Từ đó thì em đúng rồi, anh Phước ảnh nói chị đi đâu chị cũng mặc đồ bên em hết. Đây nè mấy chị. Ngày hôm nay về áo có áo nè, có thứ nhất là có túi nè ha, thứ hai là cổ tim nè, nó có nhiều màu lắm, nó có màu em đang mặc là màu gạch nè, màu đen nè, cái con màu trắng đẹp lắm, màu trắng nè, màu rêu nè, màu đây là màu đỏ đô nè, màu đây là màu đỏ đô nè mấy chị, màu đỏ đô bộ chính tóc của Nguyễn Mỹ Lệ, bộ chính tóc size L Nguyễn Mỹ Lệ 150 ngàn. Cái đây là đỏ đô nè. Cái đây là hồng cánh sơn nè. Cái đây là xanh ngọc nè. Và cái đây là màu vàng nè. Đó. Áo này, áo này thoải mái lắm mấy chị, mặc với jean cũng dễ thương ha. Cổ tim nè, cổ tim là mấy chị mặc cái gì bị nữa không ơi. Cổ tim là mấy chị mặc cũng gọn nè. Hôm nay có bộ chính tóc nào mới không? Phơm áo thun rộng hay ôm vậy? Thun này chị Yên Nguyên nhiêu ký ta? Nè thun này nè em 89 kg mà em đang ngồi nè chị. Vẫn thoải mái nè chị. Còn nếu chị muốn phơm rộng đợi em tí xíu nha. Chị Phan Thị thì mai lấy thêm cái con vàng á, mặc với rin đẹp lắm. Cánh sen nè, bé lồng vô rút cánh sen nè. Rút cánh sen cho cô Phan Thị thì mai. Cái xanh ngọc cũng đẹp. Cái mà mặt mà để đóng thùng lên đẹp là cái con vàng á,
cánh sen 100 ngàn, cánh sen sim 80 kg của Phan Thị Thùy Mai. Chị nào mà hồi chiều mà 78 kg thoải mái nha, 78 kg vừa hả chị, là sao chưa hiểu, Nguyễn Mỹ Lệ chưa hiểu, đưa cái bộ chính tắc lên, có nói là bộ này dưới 72 kg vừa hàng sale, thì mấy chị lưu ý để ý giúp em nha, chứ không có nói tới nói lui. Thích form rộng là dùng áo này nè. Hồi chiều có một lớp áo thun thái về tới size form rộng này yên quý không? Mà con này ít lắm nha, còn không cỡ 5-6 con nữa nè. Nè form rộng mà có 150. Hàng này hồi xưa em lấy An Đông là 250-350 nè yên quý không? Nè chốt giùm em áo lính, chốt giùm em áo lính nha mấy chị nha. Chốt giúp giùm em áo lính đây. Áo lính em bứt cái đây ra chứ lần nào em thử em cũng bị đứt cổ hết. Áo lính à, hình hòn còn chân váy lớn với quần rin lớn để hai cái nữa mặc vừa đẹp. Chị hình hòn còn chân váy lớn, chị hình hòn chụp đi chị, chị ngồi đó chị lấy ra chụp lại cái hồi cái nào hồi bữa mà chị chưa chốt, chút nữa em gửi cho chị cho nè. Size 100 kg thoải mái nè, áo lính nè mấy chị ha, áo lính form dày không à chị Yên Nguyên ơi. Rồi chốt 2-3 cái đi, chỉ có 2-3 mẫu thôi mà vải co giãn đẻ lắm. Mã lính này nè 70-100 kg, mã này mà giờ bán 150 ngàn là mấy chị biết mấy chị trúng mánh như thế nào luôn á. Tối hôm nay xả đồ mà sao view gì có 4 mấy người ta, 73 mà sao view ở trên máy chính có 4 mấy nè. Trời ơi nè, chị nào mà thích mặc form rộng ha, áo lính của anh nè Trinh Nguyễn nè 150 ngàn, số lượng ít lắm nha, còn có mấy cái thôi, đừng có ngồi chần chừ nha. Em nói thật sự áo này 150 là mấy chị mua quá rẻ luôn, mấy chị mua rẻ như cho luôn mấy chị. Không có nè, có được mấy cái em đang gom lên nè, hết rồi đó. Đó còn nhiêu đây thôi nha. Nó cũng giống vậy, một form em mặc vô nó y chang vậy á chị Mai, một form mặc vô y chang vậy á. Nè cái chị gì Yên Hoàng nó có lấy thì báo em nha. Con này nè, con này là mã vuông nè, con này là mã vuông mấy chị coi sau lưng nè ha, con này là mã vuông, size tới 100 kg thoải mái. Con này mã vuông nè, con này mã lính em mới mặc đúng không, con này mã 3 ngôi sao nè. Chị bao nhiêu tuổi, chắc nhỏ hơn, dạ nhỏ hơn chị Huỳnh Hòa hết, chứ em là em thích làm nhỏ mà. Con này là 3 ngôi sao nè ha, con này là 3 ngôi sao, và con này là, con này là mã bàn tay, đợi em chút đi chị, đợi em chút qua chị Mai. Con này là mã bàn tay nè, 5 bàn tay em ngước lên bầu trời, chốt con này cho em 5. Đây là bàn tay ha, đó size này là size form rộng nè. Rồi tiếp tục, đợi hôm nay lên hàng xưởng cái áo dây nhiều lắm. Đây mã cuối cùng là mã chấm chấm chấm. Ừ vậy đi, mã chấm 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 ha, mã chấm chấm chấm. Muôn trăm ngàn về để chơi vậy, bớt sống giùm cái. Cái đó của chó mà. 3 ngôi sao của Nguyễn Thu Hiền làm em nha đây. Ờ dạ ok chị, cho em làm gì em làm đó à chị, cho em làm gái cũng được nha. 3 ngôi sao của ai à, 3 ngôi sao của Nguyễn Thu Hiền 150 ngàn. Đây áo vàng đây, trời ơi có 150 à Thư Minh. Em thích áo một màu của Thi, thì chị lấy áo này nè, em thấy thoải mái quá trời luôn. Đây áo vàng nè, trời ơi áo vàng mà vô cái con sọt một cái, em nói thật với mấy chị á, nó đẹp y chang con áo vàng luôn. Áo trắng cổ tim, áo vàng, áo xanh nè, xanh ngọc cũng đẹp nè, áo xanh ngọc cũng đẹp nè, cánh sơn cũng đẹp nè. Hai áo 95 kg của chị Dung Phạm, em lựa cho chế được không, em lựa cho chế được không, chế ơi em lựa cho chế được không nha, em lựa cho chế hai con nha, con lính với con bàn tay nha. Hai áo của chị Dung Phạm nè 300, em nói với chị nó rẻ lắm luôn á, nó rẻ thúi luôn, thiệt rẻ thúi quắc luôn. Ủa nhớ chịu uống nước cam ly này của ai à chị, nhưng mà nước cam nước rồi, hay nước mới hả, em đổ rửa lại. Đúng rồi chị, áo một màu là free size đó, em 89 kg mà em mặc vẫn còn thoải mái. Áo xanh ngọc nhé Yên, là sen với xanh ngọc, dạ ok nè. Phan Thị Thùy Mai, chị đi du lịch về chưa chị,
về đời cơ. Năm năm sau em bước lên bầu trời, mong bình yên em sẽ rời xa anh. Dạ, cái lấy cái xanh ngọc lại đây đắp vô áo này cho giờ nó khỏi quên màu nè con. Còn kẹo trái cây, kẹo trái cây 50.000 bịch đó hả chị? Ba mắt chấm chấm 85kg. Cái đây phải không chị Chính Nguyễn Thị? À, chị áo đó là bao nhiêu cổ tim? 100.000 cái chị Lệ ơi. Áo này hả? Áo này chấm chấm 85 phải không? Lấy xanh ngọc thêm cho chị nữa. Lấy thêm cái xanh ngọc nữa nha. Thì của chị hai cái cánh sơn với cái xanh ngọc. Ok không? Đây. Áo của chị Chính Nguyễn Thị á. Cái kẹo mà hồi bữa em sale hả chị? Kẹo treo. Đúng rồi, cái đó. Đúng rồi, kẹo treo đó em lỗ 8.000 một bịch đó chị. Tự nhiên đưa lên tôi xuống bán không được, treo bán được quá trời luôn. À, xin Nguyễn Thị. Giờ lấy giùm mà chịu ship thì em đi lấy giùm đâu chứ. Tự nhiên bán bịch kẹo lỗ 8.000 cho vô hồi nữa. Đâu bán lấy gì ăn? Áo cổ tim đen và kem kìa. Lâm. Áo cổ tim đen và kem. Quỳnh Anh Trần Nguyệt. Cái vải này dễ mặc lắm Quỳnh Anh. Em về mặc em khói lắm. Để chị lên, hôm nay chị lên áo xưởng chị nha. Áo này 150 nè. Vải đẹp lắm. Áo này 150 vải đẹp vô số luôn. Em nó có giá 150 nó cũng đúng đáng đồng tiền nữa mấy chị ha. Nó cũng đáng đồng tiền nữa. Để em đi kiếm mà nha. Nè, trời cái con này vải đẹp lắm mấy chị. Cái con xanh chữ nè. Vải đẹp vô số kể nhưng mà dưới 85kg sẽ đẹp ha. Vải đẹp lắm là 150. Chốt giùm em con xanh chữ nha. Để em đi kiếm mấy chị mấy bịch. Em lấy đủ vị cho. Đi lấy hàng em lấy giùm gì cho chị Thao Nguyễn cho. Ở cái kho nó cũng gần nhà em á. Nè, mấy chị thấy không, cái lồng chim á, cái lồng chim đựng nước hoa với đồ trang điểm á. Cái tụi trên mạng nó chạy bay nó bán 700-800. Đó mấy chị thấy em sáng nay lấy giùm cho chị về. Chị và anh đi giao hàng á chị. Chị gì hả? Chị về trưa nay anh Tư đi giao hàng. Hả? Cái thi Trương. Chị Cái Thi Trương á. Lấy giùm cho chị Cái Thi Trương có 150.000 mà trời ơi em nói mấy chị đẹp lắm. Chú em chụp hình lên cho coi. Chụp gì có cái mẹ gì đâu, chụp giao mẹ rồi. Nè cái áo này là mấy chị nên lấy nè. Thử một cái nữa rồi qua hàng xưởng em nha. Tại hôm xưởng em hôm nay lên tới 4 mã rồi. Đúng phải Hà Nội. Nè vải nè mấy chị thấy vải đã không? Dạ 70kg ha. 70kg đến 100kg. Áo rút dây. Thông minh ghê mấy chị. Em đang mặc lộn á mấy chị. Thông minh không? Vì nhiều lúc đẹp gái thông minh cũng mệt nữa. Mặc cái áo không mặc trái kêu đẹp gái thông minh đồ. Mắt lờn lồn ghê. Hai gái đẹp nhận hàng rồi nhé. Bộ công sở đẹp quá trời. Bộ công sở đẹp đẹp gì trời. Hàng nhà 8 đẹp đẹp gì bà Hạnh. Mua đồ nữa đi mới lãnh lương đúng không? Tôi biết mới lãnh lương liền. Cái gì? Còn cái gì? Vừa lấy uống hết. Đây nè mấy chị. Coi cái áo sọc đây nha. Đó. Để không? Nè. Nếu mấy chị mà cái kiểu giống như mấy chị mà lịch sử lịch lạm mà dễ thương á thì để giày cột dây mặt. Còn nếu mà mấy chị mà muốn bụi bụi mặt với sọt á là rút dây lên tí xíu ha. Đó. Đây. 120.000 nó có sọt xanh và sọt đen. Và mấy chị mà muốn mà cái kiểu mà cờ rộp tợp mà tấu quê mặc áo vú em chụp hình mà để cho thằng chồng của anh uống mắt trái bầm mắt phải hay mắt giật giật á thì kéo lên tới đây cho em. Đó. Không có sao hết trơn, quýt lần giật chứ không có giật lần thứ hai nha. Đó, 120.000. Sọc xanh và sọc đen. À, mấy chị muốn éo vậy. Ôi lồi, mấy chị muốn mua gì, mấy chị mua đừng éo. Má chút chết mẹ, hôm nay bị liệu rồi. Nè, có sọc xanh và sọc đen nè quý vị. Đẹp ha. Ai chốt sọc xanh thì 120, ai chốt sọc đen thì 120. Đã, ai muốn chốt sọc gì mấy chị chốt ha. Sọc đen và sọc xanh mà vải em nói mấy chị vải đẻ đó. Vải đẻ quá trâu luôn. Thiệt. Vải cho nó đẻ đau lắm. Rồi lên hàng em. Ông bớt không thuốc được, ông Bảy nó hư vô đây hết à. Chị Trần Ngân có mà dở nằm mẹ trên lầu rồi. Hồng Hạnh sọc xanh nè. Trong kia không có lấy áo ngoài này để chụp hình. Dạ lấy hai cái sọc xanh. Lê Thị Hồng Ngon có hai bộ đồ ở đây đúng không? Để chút nữa soạn hàng cho Lê Thị Hồng Ngon.
sọc xanh của Hồng Hạnh, Lê Thị Hồng Ngon sọc xanh. Dạ ok mấy chế, còn ít rồi, không nhiều nha. Hai mươi bốn cái, em nói rồi, hàng nhà em về là cứ 18 tháng mấy cái thôi. 120, 120. Ừ bộ đó chưa sale phải không? Chờ một chút. Nâng em bước lên bầu trời, mong bình yên em sẽ rào xe anh. Tình yêu như dĩa thịt gà, tôi vui nó quốc, cái gì về nó chê. Ai hổng giờ để chị mua thêm được không? Cái đó chị nhắn tin trong tin nhắn á chị, hàng bữa nay để 1-2 ngày thôi nha. Nhiều người bán biết sai lắm, trẻ mua nhưng tôi thích mỹ viên này. Đúng rồi, bà ghiền tôi mà, tôi đẹp gái mà, đúng không? Nói chuyện như con hẻm á, nói chuyện như con hẻm á nha mấy chị. Rồi áo đen, đây mấy chị ơi, áo đen 150.000 nha, áo đen 150.000 ha. Nhưng mà mấy chị ơi, coi cái áo đen công sở của nhà em nè, mấy chị đòi áo thì hôm nay nè, đồng ngọc trai tuyệt vời chế hơi bị đẹp luôn nè. Coi áo đen công sở giúp tôi nha mấy chế ơi, coi áo đen công sở giúp giùm em nha, chớ nó đẹp quá thì làm sao này, ở sau lưng có dây kéo nha. 150.000 áo đen công sở, trời ơi. Có tổng cộng 4 size, dưới 69kg, dưới 79, ồ lộn, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Lâu lâu phải nhấn như vậy á. 150.000 áo đen công sở. Chị nào chốt đen công sở, chốt lên giúp giùm em đen công sở. Trời ơi, coi cái phơm áo nè mấy má. Trời ơi, coi cái áo nè. Ôi, xuất sắc luôn nha. Nè, cái tay nè, hơi bị đẹp cái tay luôn ha. Đen công sở kèm số ký dưới 90kg phải không? Dưới 90kg đúng không chị? Vậy anh Na Trinh Nguyễn nè, con này là hơi bị tuyệt vời luôn á. 150.000 nè, 150.000 ghi giấy. À, bữa nay nó uống mới ra con ngừ á, cốt trộn xà lách. Anh đang bán cái gì? Ừ, áo đen công sở. Chị nào chốt đen công sở thì chốt giúp giùm em đen công sở nè. Tôi bán cho mấy chị bộ công sở nè, tôi bán cho mấy chị bộ công sở quần váy luôn. Đợi chút xíu em, BAB cột Bi thay cái bịch nè, Bi áo đen công sở nha Bi. Đó, thêm con chuẩn bị bịt mũi nữa. Hai hộp bánh tím, hai hộp bánh hồng của chế Kim Lộc. Hai hộp bánh tím, hai hộp bánh hồng của chế Kim Lộc. Tính chế Kim Lộc 80 em. Xem lại áo đen, đưa lại cái áo đen nãy chị mở ra nữa cho người Bi. Đây nè chị, đây trời ơi, dễ thương lắm chị Hạnh ơi, hơi bị dễ thương luôn nè. Trời ơi, dễ thương cực kỳ. Nội mà cái cây áo không cũng dễ thương. Má ơi, kéo cái quần rồi, trời ơi tôi mệt thiệt đó chứ. Áo đen XL của Maria Ngọc Võ. Dạ ok, Maria Ngọc Võ nè, XL của Maria Ngọc Võ. 150.000, 150.000 của Maria Ngọc Võ. Đưa lại áo dây tiếp đi Bi. Mở cái đây ra không lấy cái bịch đó. Nó hút hết rồi. Còn bịch không? Còn bịch trên đầu rồi. Dạ ok chị. Mấy chị mà tối mà muốn ngày mai mua đồ thêm mốt đi bill cứ tối sau cái like nhắn cho anh Phước. Nói là vậy nè, bảy đỉ ơi để bill chị lại từ từ đây lùn mở hay không? Mở lấy cái bịch cho chị đây vậy. Cứ nói vậy mấy chị, ghi là áo công sở đi. Áo công sở 150.000. Cứ ghi bảy đỉ ơi để bill mai mua hàng mốt đi. Em thích áo dây thôi, chị giống em rồi đó. Đã nói rồi, em với chị một gu mà. Đây đây, lên áo dây cho chị đây, em với chị có một gu thôi. Cố gắng lên. Em với chị là một gu, hôm nay có hai loại áo nha. Hôm nay có hai loại áo, bây giờ em sẽ lên áo dây trước cho mọi người ha. Em sẽ lên áo dây trước cho mọi người nha mấy giờ mọi người ơi. Áo dây có nhiều đây cho nên mọi người tranh thủ nha mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người ơi.
nó lên áo dây em nhiều ghê mấy chị nè, nó lên áo dây cho em nhiều ghê đó, nhiều ghê. Nhà nhắn tin vậy bảy có quýnh không em? Không chị, giờ có tiền là không có quýnh ai hết trơn. Gì vậy? Bao cũ đã đựng ở đây rồi, là mày làm mày nói đi. Rồi lên áo dây nè, áo dây nha mấy chị nha, áo dây, áo dây. Cờ ra con mấy cờ ra 80.000 một con mà áo dây 4 size rõ rệt mà mấy chị mà mua đi. Đây nè, ít lắm nha, số lượng ít cực kỳ. Áo dây nè mấy chị ơi. Nhìn gì bà nội bán livestream nhỏ chưa thấy cái đẹp bán livestream, bà nội đi qua cũng ngó. Còn áo dài chị, em có áo dài đỏ, áo dài vàng và áo dài chấm bi. Nè áo dây nè đẹp không? Trời ơi, cái vải nó đẹp quá trời luôn mấy chị ơi, 4 size rõ rệt luôn ha. 80.000 một con, ai chốt nhiêu ký chốt đi tranh thủ nha. Y chang cái con áo dây em đang mặc nè quý vị ơi, y chang con áo dây em đang mặc nha. Áo dây của Cửu Dương, áo dây của Cửu Dương, size L của Cửu Dương. Cửu Dương mà 80.000. Áo dây 90kg của Anna mà Trinh Nguyễn mà 80.000. Ai nữa mấy chị ơi, lẹ đi nè, lẹ đi, số lượng có hạn. Nguyễn Điểm áo dây mà 80kg. Nguyễn Điểm mà áo dây mà 80kg của Nguyễn Điểm đây. Nguyễn Điểm mà 80.000. Huỳnh Hoàng áo dây mà 90kg mà 80.000. Huỳnh Hoàng 80.000. Áo dây của Huỳnh Hoàng 80.000. Thái Huyền màng nhện, Thái Huyền màng nhện 80.000. Khánh Linh Nguyễn, Khánh Linh nè, tôi chơi lớn luôn với Khánh Linh Nguyễn. Khánh Linh nè, để kiếm cái áo bù anh Tư, cái đồ kia phải hồi bữa nằm ngay đây không? Dạ. Cái đồ nè, đúng không? Đúng rồi, đồ đó đồ đâu à? Đồ ở trong cái mấy bao đem về bị lỗi bỏ đó, em bán xong bỏ qua bên đó, em bán xong bỏ bên này á hả? Anh xem bên để riêng đó, phải bên này không? Đúng đúng, chút nữa cái bên rồi ai là Khánh Linh Nguyễn. Khánh Linh lấy chút nữa lấy cái bao áo trắng xuống, là bao áo đó rồi kiếm cái áo trắng bù cho Khánh Linh Nguyễn. Khánh Linh còn ai nữa không mấy chị? Còn ai giả bộ lên lên cái khách máu cho em coi một cái đi mấy chị. Ôi hổm nay khách mới toàn bơm hàng không chán ghê. Không, giờ khách mới toàn bơm hàng không, chắc em chết luôn. Trời ơi, mấy má thiệt á. Cái má bơm hàng hay thiệt chứ, gọi điện giống như gọi điện, tự gọi điện cho mình rồi nói chuyện. Trời ơi. Để, thôi để nói nữa. Chị có áo bà ra không? Áo bờ ra hả? Áo tay dây to nhất một cái của chị Yên. Áo may không kịp đâu, em nghĩ vậy, em đưa mẫu hết rồi. Áo bà ra có, em cho may bà ra hết trơn á. Yên Nguyên, sao em chưa nhận được đơn? Đợi đi chị, Biêu chị Như, đợi đi. Biêu chị mới đi có 2-3 ngày mà Biêu Tết chậm lắm. Trời ơi, đừng có táo giận hơn còn không nhận nha, cậu em. Thiệt á, đừng có táo nhận giận hơn rồi không nhận tàu em nha mấy chị. Áo đen, áo thun giấy. Rồi lên áo thun cho mấy chị luôn nè, 150.000 mà mấy chị đừng có xỉu nha. Coi thử Lê Thảo nào, hổm giờ có 2 Lê Thảo hay 1 Lê Thảo gì đó ha. Lê Thảo áo dây 80.000. Em trồng, em lên cái áo này 150.000 mấy chị mê nè. Em lên cái áo này 150.000 mấy chị sẽ mê, mê chắc luôn. Yên Nguyên gửi hàng đổi gì à? Coi kiểm tra tin nhắn đưa gì coi à? À, nè. Đổi hàng rồi. Để đem đổi hàng cho chị rồi đó. Nó một size á Thảo. Nó một size nè. Nè, coi cái con áo này nha. Làm ơn coi cái con áo chờ neo với thun giấy nha, 150.000 nha. Làm ơn coi cái con áo chờ neo thun giấy nè mấy chị ha. Coi cái con áo chờ neo thun giấy vải đẹp không? Có quần sọt màu xanh biển. Sai chị không, xanh biển là xanh nhạt hả anh chị? Mà xanh nhạt phải xanh biển không? Em có đăng một lọt quần rin đó, chị vô chị chọn đi chị Mai.
Em có đăng rin trong đó nhiều lắm trên tường nhà em ha. Con này 150 kèm số ký. Nói kính thưa các loại co giãn là con này là nhất ha. Mấy chị mặc ra như thế này nè. Nha mấy chị nha. Mấy chị mặc ra như thế này. Xong mở bài chiếc áo bà ba nhảy lên nha em. Xong chưa mấy chị, xong chưa? Con này 150 nha, thun giấy. Ai chưa chốt thun giấy con này thì tranh thủ chốt thun giấy con này ha. Con này là tôi nói đẹp nhức nhối luôn, thiệt. Đẹp xúc xích luôn. Nè dán giá nè hai con khùng. Bé Lùn trong quá trình ngồi bán ế xử lý cái bill hàng bơm hay gì, để gì cắt hàng bơm gì bán luôn. Lấy em đôi dép kẹp 38 quay ngang màu kem. Không có kem thì lấy vàng bò. Lấy cho em đôi dép kẹp. Đôi dép quay ngang màu kem. Ở đôi dép quay ngang mà có đan dây á không? Màu kem. Không là có màu kem thì lấy vàng bò của Lê Thảo. Coi thử chụp cái Lê Thảo ở đâu lại chưa? Áo Chanel 85kg của chế Hiền Độ. Trời ơi, chế Hiền Độ khách mới hả? Lấy cái hai đi. Để mừng quá trời ơi, má ơi, thiệt chứ bán 8 năm mới thấy khách mới. Đừng bơm hàng em nha. Em bị sợ nó bị gì ơi. Hay của Hiền Độ. Cái gì mày 150.000 áo gì mày bán 80.000 con khùng. Đúng á, quay đàn giờ ok cái, ok, lưu lại rồi nè. Em lưu lại rồi nha. À hôm nay xả cho mấy chị một set công sở ha, nãy giờ chắc mấy chị đợi em. Set này 3 ịt nè. Rồi lót mình đổ rồi nha. Em trong anh tư đưa mấy bộ qua em coi size gì ạ. Một áo chống tuột size A80. Ê bây giờ tôi có áo chống tuột size 36, 38, 40, 42, 44, mày chọn cái nào? Hả? À. Bộ chính tắc mới hả? Để coi thử bộ caro hôm nay, hình như bộ caro hôm nay về là bộ mới nè, đợi. Đợi chút xíu lên cái bộ sale này rồi lên bộ chính tắc để coi được phải chính tắc không. Nha. Rồi xả bộ này cho quý vị nè. Xả bộ này em mới nhận quần rồi, đẹp, cảm ơn chị Linh. Em xả bộ này cho mấy chị 150 ngàn cho hết cái hàng cũ nhà em nha. Bữa nào bơm gái một đơn nha, chửi nghe. Mệt chửi rồi chị, lưỡi rồi lỡ hết rồi. Mệt chửi rồi. Bộ này là chân váy quần nè. Nội cái chân váy quần không cũng đủ tiền mấy chị ha. Kèm với áo công sở đẹp lắm. Bộ này xả 150 mà mấy chị không lấy thì khi nào mấy chị lấy nè mấy chị. Em nói một câu thiệt lòng là bộ này công sở đẹp như thế này mà mấy chị không lấy thì khi nào mấy chị lấy được cái bộ đẹp như thế này. Em nói thiệt lòng luôn. Bộ này mà mấy chị không lấy thì khi nào mấy chị lấy, khi mấy chị mặc lên là tự động cái này nó chéo qua. Cái này nó căng lại ha, nó rất là đẹp luôn. Rồi bộ công sở kèm váy quần xả 240, xả 150 nha. Để coi thử còn 3 ít trong nhân Bích Thủy. Chứ tại vì hồi nãy cái bịch 3 ít thôi chứ không phải 3 ít. Cái bịch 3 ít mà không biết nó phải 3 ít không. Sợ cái về không vừa nữa mất cắt công. Không phải 3 ít đâu Thủy ơi. Ừ là nó ghi 3 ít á. Nó ghi 3 ít. Bộ 3 ít của Bích Thủy nè. Công sở của chị Kim Lập nhiêu ký ạ? Công sở 85kg của Ngọc Trinh Ari. Công sở của chị Kim Lập nhiêu ký chị Lập ơi? Chị Thủy vừa à? 150. Ngọc Trinh Ari nè con. 150 của Ngọc Trinh Ari. À, chị Kim Lập 90kg luôn phải không? Kim Lập 90kg. Kim Lập 90kg. Bộ công sở của chị Loan Nguyên 75kg. Giá trời cho con. À, 84 Loan Nguyên 75kg, 150. À, chốt lên đi mấy chị, còn được 4 bộ nha. Còn được 4 bộ công sở. Chị nào chốt công sở này lên thì chốt lên giúp giùm em. Chị công sở của chị Hiền Đỗ 85kg. Bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận. Chị Hiền Đỗ ơi, inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại. Bên em là hàng sale không cho đổi trả, hàng chính quy cho đổi trả. Bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Hiền Đỗ 85kg. Công sở của BBXL. Bà Phương Huỳnh nè, nhà em dân dây. Đó mấy lần rồi. Hỏi chị ơi, ngày mai em chụp hình qua nói chị ơi, mai em gửi lại cục hàng cho chị nha. Chị canh nặng giúp em. Công sở của BB nè. Công sở của BB. Em trong đây bộ này nè em, Như ơi. Chân váy quần nha. Kèm áo rất là đẹp luôn.
Bộ này diện thủy mặt hơi bị sang, gu đây gu, gu đây gu ngực nhỏ. Nè đắp chiếu qua đắp chiếu lại nè, ở sau có lưng chung mấy chị đừng có sợ chật nha. Bộ này mặc lên hơi bị sang luôn Thủy. Tao nói để tao kiếm tao dép màu đen hồi bữa đó Thủy à. Tao tặng mày chứ đẹp thì đẹp thiệt mà không có mang ấy. Bỏ rồi mấy mốt nó hư uổng. Mà mặc cái đôi đó thì lại khó kiếm muốn chết mẹ luôn, hàng Nhật nó êm chân. Mà tao để đâu tao quên mẹ nó luôn à. Rồi các chị nào chốt công sở không? Em bộ nhiêu ký Nhi ơi? Ồ, Lan Nguyễn nãy gì lấy bao nhiêu ký vậy? Bảy mấy ký á. Trời. Sao rồi? Ba hả? Ngực xuống thấu nhiều không? Ngực nhiều. Em cho kiểm tra hàng nhưng khách yên tâm. Không cho kiểm tra hàng nhưng khách yên tâm. Tôi mua 2 năm mấy hàng đẹp. Bao lỗi 95 ký. Giờ còn size 2 thì trời dưới 90, 92 ký rồi Nhi. Ha. Em bộ ít hơn lần mà lên cho kiểm tra hàng nhưng mà kiểm tra hàng của shipper mấy chị mở à. Trời ơi anh mở quần dây chanh kiểm tra hàng em trồng dạng bông để khui bao hàng mới nha. Nhà em là bao hàng mới luôn á. À, đồ bả hơi bị đẹp nha. Nói chung là đồ đã ít lắm mấy chị, bán ít lắm, bán không có chạy theo thị trường đâu. Bán không có chạy theo thị trường ha. Bán cứ tàn tàn vậy á mấy chị. Bán cứ tàn tàn và tèn tèn vậy đó. Em được bộ nào không được, có bộ của BB mà. Có một bộ nha. Hôm nay em sẽ lên set caro cho mấy chị. Nếu đón không lầm là đây là set caro chính tất nha. Nếu em đón không lầm là đây là set caro chính tất. Ô đủ má nó đẹp mấy chị ơi. Ơ chậm má nó đẹp mà vải co giãn nữa chứ. Xét caro chính tất 240.000 ha. Xét caro chính tất 240.000. Khi nào ghẻ ổng nói em đi chết đi con quỷ hồng tư này thiệt có chết. Rồi, chắc đại quá. Mày chắc hồng ương quá. Tiền tiền mà bả mua 3 căn biệt thự rồi đó. Quỷ cái nè đi ồn đồn ác nhơn rồi trời. Anh lấy giấy vô đốt con lông mỏ quỷ hạnh này để mua được 3 căn này. Caro lẹ đi mày hạnh đâu yếu quá à. Xăng lô Quảng Châu bảy tấc về bán đi. 40 mấy ngàn con xe kẹt cửa khẩu bà về bằng đường nào? Ừ xăng lô bảy tấc hả? Hồi bữa giờ em cũng có mấy mẫu bảy tấc mà chị chọn không được mẫu nào. Trời ơi anh đang Trinh Nguyễn đâu rồi? Trời ơi tôi muốn giết người tôi không yêu. Rồi bỏ đi mất tiêu thì bồng làm liệu tăng 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 tăng. Ghi bây ơi bộ bảy tấc à, không ai mua mua hàng nhà yên. Một xét caro ngực 115. Chị Nguyên Lê ngực 115 size 2 ịt nha chị. 2 ịt. Nè mày khùng quá. Mê Quảng Châu. Dạ ok chị. Ngực 115 lấy size 2 ịt đi chị. À, ngực 110 em mặc ít lời nó hay ôm lấy hai hay là vừa luôn ha. Một 240 ngồi đi em lên cái mã áo khoác ra. Nói chung là lỡ lưỡi quá like không có like vui được. Shop cho em xem sơ mi được không em? Chị Trần Ngân cho em một cái hẹn ngày mai được không? Ngày mai em bê cái cây camera lên lầu được không chị? Ủa có hoa quách này sao qua ngày mấy cái này sao không kia vô rồi coi giùm coi, tôi kêu ghi vô giùm chứ để rồi nó đem cho tao đi ngày nào con xào qua đó đó, xào không biết chín luôn, không nhớ là tôi xào hoài luôn á. Ủa kho quá có gì rồi ta? Có gì là có gì? Tao thấy cái gì vậy? Nó nói gì nó không? Đổi cái gì á nhưng mà à còn nhớ rồi bưu điện gì á. Nguyên Lê Nguyên Lê có bia không? Vừa để giục đi.
dọn cho gom gom đồ. Hôm đi về đâu mấy đứa ơi? Gom gom đồ mai sẽ đồng cho mấy chị bữa cho mấy đồ nhiều quá mà miệng em nó lỡ không nói được. Giờ ai chọc chửi cũng không được luôn. Được luôn á. Bây giờ để anh Lùng coi em lên cái phòng chị á. Em lên phòng chị em lấy cái cục sơ mi Burberry. Nó nằm gần cánh cửa luôn á. Cánh cửa lui lại ba hàng cục. Phòng chị cánh cửa mà cửa nhôm á nha. Nè hồi trưa em còn mấy bộ sale nè. Hồi bữa trưa sale 100.000 nè. Nè size này là 80 đến 100kg ha. Thêm một set chân váy 150 chị. Thêm set chân váy 150 là cái set em mới sale phải không chị? Đây phải không chị Nguyệt Lê? 150 nha, không phải 140 Nguyệt Lê con ơi. Nè hồi trưa xả còn 3 bộ nè, 120. Mấy chị chốt cái bộ này mấy chị không bao giờ hấu hận luôn. Đây, không bao giờ hấu hận. Mấy chị coi vải nè. Nguyệt Lê nha. Nè 80 đến 100kg, 95kg nó càng đẹp nữa ha. Em nói mấy chị không bao giờ hấu hận luôn. 85kg thôi tới 80kg đến 95kg nó không bao giờ hấu hận nha. Không bao giờ hấu hận cái set caro này luôn á. Xả 120. Chị nào chốt set này thì chốt cho em nha. Vải êm lắm mà lên cái form cũng đẹp. Mấy chị đừng có để mà em chụp hình em bán thành hàng 90 là đau lòng lắm nha. Mấy đứa làm bill vậy mà bữa tao cũng bị y như vậy nè. Gì vậy? Thị Phương cho địa chỉ vậy mà mấy đứa không để ý ghi trời. Khóm 4 phường 5 thành phố Vĩnh Long, trời dân tao không biết khóm 4 phường 5 ở đâu luôn á. Thì bả cho như vậy thì ghi như vậy. Không hỏi kỹ, bữa tôi cũng y vậy, tôi hỏi yêu hỏi đàng hoàng. Bích Thủy một bộ nè. Nguyễn Thu Huyền một bộ 120 nè. Nguyễn Thu Huyền bộ 120 nè. Mỹ Hiền một bộ 120 nè. Mỹ Hiền một bộ 120 nè. Trời ơi má ơi cái bill Mỹ Hiền nốt lại từ từ gửi nha. Thiếu một bộ đồ màu bò. Một bao bồ bò, bao bò đó chưa bán một bộ luôn. Trời má ơi nó nằm ở đâu quá trời. Nè xả tiếp từ từ cái chị nào đòi sơ mi sợ em tí nha. Cái set này sau lưng bi nè. Set mở lên bi. Garo khách lấy rồi. Đây mấy chị. Xả bộ sơ mi cho mấy chị nha. Xả bộ sơ mi cho mấy chị. Xả bộ sơ mi ha. Xả bộ sơ mi. Bộ này bây giờ chỉ còn size dưới 72kg và dưới 82kg. Bộ này 240, 250. Xả cho mấy chị còn 160.000 nha. Đây. Bộ sơ mi kèm với lại quần bảy tấc. Bộ sơ mi kèm quần bảy tấc xả 160.000 chỉ còn đúng hai size. Size dưới 70kg, live in chưa shop dạ chưa, chờ chị lên nè. Đợi chút xíu em cầm cây camera lên lầu chơi chị. Gì ta? Có cục cũng nha. Cái gì quên ha. Bộ sơ mi này là xả mấy chị xả 150 luôn đi ha, còn được có vài bộ thôi. Một cái quần tới ngay đầu gối nè và một cái áo sơ mi ha. Bộ này còn size dưới 72 và dưới 82kg. Chế nào chốt bộ này thì chốt lên giúp em ha. BB nè. Còn có vài bộ thôi. BB thay bịch nè. BB 150.000 của BB. Rồi có chị nào chốt set sơ mi nữa không ạ mấy chị? Cái bộ này dễ mặc đồ lắm nha, thêm cái túi đeo chéo là nhức nhói luôn. Thêm một cái túi đeo chéo vô nữa là mệt nghỉ. Chị ơi mới nhận được cục hàng 600 đó. Mấy cục hàng không tu nhận được chưa vậy Hồng? Hồng Phúc Hoàng Thị. Mấy đĩ này mệt thiệt chứ. Đây. Hồi trưa còn hai bộ này, ba bộ này là đưa lên mấy chị lấy liền nè. Em đưa mấy bộ lên mấy chị lấy liền nè. Hồng Hạnh, bộ sơ mi của Chế Kiều Anh nhiêu ký ạ? Chế Kiều Anh XL hả Chế Kiều Anh? Chế Kiều Anh 150 nè. Hồng Hạnh, bộ sơ mi 150 nè. Chị Đoan Mai size L. Đi kịp không? Đoan Mai gì đây? Đoan Mai size L nè. Đoan Mai size L nè. Nàng. Nàng 2DMX nè.
Ê, đưa chế Kiều Anh đổi lại đi. Chế Kiều Anh size L. Nè, đổi chế Kiều Anh đi anh. Ô, cái bút lông ghi vậy mà đọc sao ra hay vậy không? Chế Kiều Anh size L nè. Đoan Mai có chưa? À, bà nậu mẹ nó. Ngày nào cũng báo luôn á. Mới nhận cục hàng chưa mở luôn hả chị Dâu? À, Đoan Mai có rồi phải không? Rồi, nàng 2DMX tay L là còn bộ em đang cầm này đâu rồi? Đâu chị, nàng 2DMX rồi đây. Nàng 2DMX xin địa chỉ số điện thoại. Em là Văn Nguyễn hình nền tím đó. Rồi, Văn Nguyễn hình tím. Cô Ngọc Khải nói gì vậy? Đúng rồi. Có gì đỏ làm gì kìa. Chụp để đó thì cứ làm từ dữ biết không? Một bộ caro bộ caro quần 7 tắc có hở trang tơ dép tây bùi size bao nhiêu ký em ơi, lên giùm lại chị số ký nè. Em có 3 bộ này sale nè, mấy chị phải tranh thủ giục nha. Ai làm gì có một ngày trước. Làm gì có Trúc Linh Trương mà một ngày trước mà về hàng bơm. Hồng Phúc Hình Thị nói xả cái đầm gì của 100 ngàn của Hình Phúc Hồng Thị rồi xả đi. Caro 120. À, Caro 120-90kg. À cái đó khách lấy hết rồi Trang ơi. Chị ơi gửi xíu hàng thì biết. À, nè bộ này nè, em còn 3 bộ. Hồi trưa xe cho mấy chị nhiêu quên mẹ rồi. Giờ sale 160 đi. Mà bộ này đẹp lắm tại vì hết size thôi, tại bị lẻ size thôi. Nha nè coi nè. Hơi bị xinh luôn. Hơi bị xinh luôn mấy chị ha. Còn một size dưới 77kg nè. Còn một size dưới 78kg nè, tranh thủ chốt đi ha. Tranh thủ chốt giùm em đi. Còn một size dưới 77kg, một size dưới 87kg và một size dưới 100kg. Còn đúng 3 bộ. Xả 160.000. Xốp áo sơ mi trắng không. Đây đây em mới lấy cục sơ mi xuống đây chị Trang, chị Ngân. Trắng đen thì chị chắc chị phải chờ em 2-3 bữa em ra hai mẫu trắng đen luôn. Chắc khoảng cỡ 2-3 bữa có, nhưng chút em lên sơ mi Burberry cho chị. Bộ này em chỉ còn size dưới 78kg dưới XL của Na Nguyễn nè. Na Nguyễn nào đây? Trời má ơi mà rượm chi dữ vậy nè. Mà vô mua hàng hồng như tao ngày nào cũng chửi mày luôn á. Nè nè 160 nè. Chế Kiều Anh 77kg nè. Trời mày rượm chi dữ vậy. Còn bộ dưới 100kg. Còn bộ 90-98kg nha. Còn đúng bộ. Mày rượm chi dữ vậy mày. Mày đổi hình nền rồi hen. Mày rượm quá trời luôn hen. Quỷ già. Ê ơi con vô con coi tin nhắn á. Coi tin nhắn của cái chị gì liền ngoan ngoan gì nãy có cái bill này 4 chữ á. Lê Thị Hồng Hoang hay cái gì á. Lê Thị Hồng Hoang đây. Coi thử đặt cái gì vậy quên rồi. 120. Đặt gì cho chị Bi lấy luôn. Dạ bộ đó hết size chị Thúy rồi. Nè có một cục sơ mi nè. Có một cục sơ mi chị lấy cho em bộ size lớn nhất nó cũng được. Bị chửi nó mày cũng rượu nữa. Chốt dây 90kg rồi giờ đổi. Đổi cho con quỷ ra nè. Vậy là bây giờ em chỉ còn đúng một bộ là hai bộ này. Hai bộ ngủ con. Đổ từ đây sang này.
Bi lên lấy bộ ngủ đó đi Bi ơi. Cái bộ hồng cánh sên này nè, là hôm qua xắt cái bì qua, trong bịch đã có một bộ hồng cánh sên với lại bộ đen tối hôm qua 120 xích ly á. Lấy 87kg của chị Quỳnh Phương nè. Quỳnh Phương 87kg. Nè, xả sơ mi cho mấy chị 100.000 luôn nè. Xả sơ mi 100.000 luôn. Có size nhỏ và size lớn nha. Quỳnh Phương. Đây là da dế cây bùi. Nãy giờ da dế cây bùi chưa có hả? Cái bộ cái lô đó rồi. Chiên có đầm 100kg không? Chế nhận được cái đầm bi chưa? Nhận đầm bi đi rồi vô mua. Thiệt, em là em thật sự là những shop khác hay những shop đồ muốn bán nhiều bán ít gì em không có quan tâm. Nhưng mà còn em thì mấy chị nhận đồ đi, nhận được cái đồ đầu tiên đi, ân ý vô mua tiếp ha. À, ý nói đau họng chửi không nổi á, không đâu, chắc là chửi tới mức nào. Nó mua đồ mà nó hẹn hay ha, à, nói với lại bảy tỷ hẹn ngã ba dầu dây chị. Hai bộ 120.000 bộ, hay bịch đồ đẹp đẹp đi con. Em lấy rồi đẹp lắm chị, vải đẹp ha. Chị cũng mê cái vải hoa đó nữa, trăng hoa. Chị cũng mê cái vải hoa đó nữa đó. Nè, xả con sơ mi cho mấy chị Bucuri nè ha. Xả con sơ mi Bucuri cho mấy chị nè. Một bộ vương vương như đăng 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 đừng ơi nha bé. Ngơ như tăng đăng tăng đăng tăng đăng tăng đăng. Em đang mặc size lớn nha, em đang mặc size 95kg á. Em đang mặc size dưới 95-100kg á quý vị. Nha quý vị nha. Burberry. Nổi cái tay không cũng đáng đồng tiền bát gạo nữa mấy chị. Ha. Xả 100.000 Burberry. Con này rộng lắm nha, con này phải 100kg cũng vừa đó mấy chị ha. Có size dưới 75-78kg nữa. Xả sơ mi Burberry cho mấy chị với giá 100.000. Ai chốt nhanh thì còn nha, chỉ có 5-6 cái thôi á. Ai chốt nhanh thì còn chốt chậm thì đi Sài Gòn chợ Kim Biên mua nha mấy chị nha. Chốt chậm thì đi Sài Gòn chợ Kim Biên mua. Quần lót 10.000 một chục. Nói gì em? Quần chục trăm mốt. Quần lót một chục cái 101. Nè mẹ nó bán nói cái gì á. Một cái 10.000. 10.000 một cái hả? Mày bóp coi ơi. Trần Thị Tường Minh nè. Mình mới mua đẻ cái 100.000. Trời ơi làm ông Tư à. Bán cái gì mà 10.000 chục cái á. Đây. Quần lót 10 cái. Quần lót nó có rất là nhiều tác dụng nha. 10 cái. Ha. Quần lót em bên em có rất là nhiều tác dụng. Một, mặc, hai, chụm đầu khi gội đầu xong. Đó thấy không? Rất là đẹp. Dưới 85kg nha. Đó. Bà nậu mẹ nó trả tiền cho nó xong like nó không báo bà nậu cha nó ra để em chửi nó hương. Trăm ký có không? Có nè, đang lấy size nè, đây. Lâm Toàn 100.000 nè. 100.000 Lâm Toàn. 100.000 của chị Lâm Toàn. Mua luôn 10.000 một chục, chị Trang ơi tạo em, Trang mua giùm em cái. Chồng mong nó có nhiều tác dụng lắm chị. Một, đội quần. Ở lộn, một là mặc quần. Một là mặc quần lót. Hai là khi mấy chị tắm xong có gì mấy chị cứ chàng lên cho em giống vậy nè đó. Em thấy nó cũng phong cách lắm chứ bộ. Mua giùm em. Trời má, mấy bữa Facebook thiệt tương tác quần què gì á. Quần này mấy bữa bán không kịp, giờ lấy sáng giờ ngồi nhìn bà nậu cha. Dúng mắt cái sao chẳng hạn, chẳng lẽ tối nay gì em mặc xịt chụp hình bán chứ. Thôi đừng làm vậy, chồng em nó đuổi em. Quê mặc có cái áo vú không mà nó chửi bên trần chị dậu. Nó quýnh ú con mắt bên trái, quýnh bầm con mắt bên phải. Cả hai mắt đều giật. Bán cái đầm 100.000 nè. Bán cái đầm 100.000 tại vì khách mới xả mới có nè. Chứ không có đâu mấy chị. À, lại lấy chân cục áo khoác đi. Hồi chiều áo khoác để đâu ta? Rồi. Áo khoác lẻ á. Xếp vô hết rồi hả? Được lấy vài cái đi Bi, lấy một cục cũng được. Rồi chút nữa Bi xếp lại như vậy. Nè em có một con đầm nè. Em có một con đầm bán mấy chị 100.000 nè. Nói chung là đẹp lắm mấy chị. Dạ tại vì do nó mắc phong lông thôi chứ thực sự nó đẹp lắm. Ở sau lưng có xếp ly nè. Ha?
Đây ha mấy chị ha. Rồi bán con này cho mấy chị 100 đi. Vậy cho nó mau cho rồi, dưới 85 kg đầm vàng. Đầm vàng ha, dưới 85 kg. Đầm của Thái Huyền nè. Nhiêu tiền? 100 ngàn. Nói 8 lần rồi đó, đang lỡ lửa cho con kìa. Rồi lên áo khoác cho mấy chị 140 nè. Nấy chị ơi, trời ơi 140 mà nó đẹp lắm luôn á. Thiệt 140 mà nó đẹp, phúc phạm người nhìn luôn. Bây giờ giờ Bi có thể đứng im mới được không Bi? Đưa cái bộ dài kia ra. Rồi đưa cái bộ beo sát bên tay. Tao quá mệt mỏi về mày vậy nhân Bi. Ôi, mấy chị ơi, mấy chị ơi. Nè cái con này hồi chiều mở ra được giùm em chưa vậy? Con này hồi sao giờ em mở nó không được với ta? Nè, bàn tay vàng trong làng bắp vú. Bộ này giá mấy chị nè, 180 ngàn bộ này nha. 180 ngàn bộ này mấy chị ơi, chốt cái bộ này nè. Mặt nó trẻ trung lắm, 4 size. Dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Chị nào chốt bộ quần áo đen quần beo chốt lên giúp giùm em. Trời ơi chụm má nó đẹp lắm luôn mấy chị ha. Thiệt có nhà em giờ hàng nó like 3 ngày 3 đêm không hết á. Mà tới khi em vô like em kêu không có gì em la. Một bộ nè. Rồi mày đưa xuống mấy bộ đi. Bộ beo bên này nữa nè. Rồi đưa tiếp cái zoom kem bên kia. Bộ caro bên này nữa. Bộ bên phía bên phải rồi đưa xuống. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Một bậc vương vương tăng 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 hình này nha bé. Bộ này 180 nè. Nhưng mà bộ này đen beo ra trần lấy size 80 kg đúng không? Đen beo bộ ra trần lấy size L đây. Cái bộ này vải đẹp y chang bộ đó. Bộ này chữ du. Chữ du ha. Đây. Em nói mấy chị vải đẹp nhưng mà bộ này quần dài. Bộ này mấy chị mặc đi chợ được nè. Mặc đi dội chuồng heo được nè. Mặc đi cho gà ăn được nè. Vải đẹp lắm. Bộ chữ N quần dài 180. Bộ này cũng 180 nè. Xếp lại đưa lên. Bộ này cũng 180 nè. Nha. Tiếp tục lên bộ váy quần beo nè. Bộ này là 240 ngàn nè. Đây. Ui em nói thiệt có vải nhà em bao chất cho mấy chị luôn. Bộ beo nè, tay phòng nè, đẹp không? Trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị. Đẹp quá trời đẹp. Đây. Chân váy quần nè. Chị nào chốt bộ beo chốt lên giúp giùm em bộ beo nè. Ha, bộ beo nè. Vải co giãn đẹp lắm chị ơi. Số lượng nhà em may mỗi một á 18-20 bộ thôi. Kéo quần muốn quýnh ghê trời. Nè giùm nè. Bi lấy cho chị một bộ beo này XL. Một cái giùm XL. Bộ caro Bi đưa xuống cho rồi. Nè giùm nè. Hổm giờ ai hỏi nó có giùm không Yên? Không không không. Mà trong khi đó con giùm đẹp thấy mẹ luôn, đem đi cất. Lấy cho con giùm hay vậy chị. Con giùm hay vậy chứ bộ beo XL. Đó mấy chị thấy không? Con giùm đẹp thấy mẹ luôn, đem đi cất. Con giùm này mấy chị mặc sang cực kỳ. Có chân váy quần bán riêng không ạ? Chị cần con chân váy quần đó đúng không? 140 ngàn, nhẹ tiền luôn. Tháo ra bán luôn chị. Giờ ế quá tháo bán luôn nha. Đó. Chị lo giờ thích gì mua gì em bán đó. Nè con zoom đẹp vậy ai hỏi 260. Ai hỏi có zoom không em? Không. Có zoom không em? Không. Để mụn nậu em để mặt. Ừ vậy á. Bộ này qua giờ bán nhiều nhất nè. Bộ này là bán tao nói tuôn dáng cực kỳ. Bộ này bán tôn dáng cực kỳ luôn mấy chị ha. Bộ caro kèm với lại quần ống rộng. Kèm với quần ống rộng nè mấy chị. Ở sau lưng có lưng thun ha. Hơi bị đẹp, ca bành. Đầm trắng hồi trưa hẹn. Tối sao không thấy chị like. Đầm trắng thôi ta. Em có nhiều mẫu đầm trắng lắm chị ca bành. Tối nay lúc 2 giờ sáng vô phim bay em nhìn tường em coi đầm trắng nha. Tại vì em chụp hình cũng tới 1-2 giờ rồi. Em chụp lên chị mới thấy cái form đẹp lận. Nha chị nha. Hay là chị muốn coi thì em lấy cho chị coi. Nè, con bộ caro nè mấy chị. Nó giống như form quần tay ấy. Mà ở sau lưng là lưng thun ha. À, xăm bùi nè. Mấy cục đây mấy chị có nói gì không? An Lệ nè, An Lê nè. An Lê này hình như bơm lần thứ hai rồi phải không? Mấy người này là đáo 2-3 lần.
Sao mùi mua mấy bill rồi? Mời dắt mùi ra theo đi. Thị Phương. Ê nó nè. Mấy má hình như mấy má mà vô sầm sàm sầu lồn là bà nào cũng bơm hàng Thị Phương rồi bữa. Ủa em like dễ thương quá bơm. Đừng khen tôi nha. Đừng khen tôi giùm nha. Vậy là không có dễ thương rồi. Cục hàng bơm hai lần. Lần nào báo cũng chị có biết đâu. Hằng Trần gửi áo đen em xem dồn đơn. Rồi ship mấy cái hàng vô đi. Ship mấy cái hàng vô trong kia đi. Mai tao bán hàng xả bơm tao. Mai bán sàn hàng xả bơm không? Em chán anh chị bill đi thì chậm. Dịch đó. Dịch bill đi chậm ơi là chậm luôn. Em bán mà em nản luôn á. Đó, Quỷ chuẩn bị bơm hàng. Quỷ Thái Huyền chuẩn bị bơm hàng. Tao nói khen là đằng nào tao cũng bị bơm hàng nữa à. Tao biết hết á. Thiệt. Một bậc vương vương tăng 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 hình hai nha bé. Thôi bán áo khoác đi 140. Không cố làm gì chị. Mình cũng phải sống, mình cũng phải làm. Đúng không? Bình thường. Chán thì chán chứ. Chán quá thì bắt con dám kịp cho hán cho nó chết mẹ nó ngọt luôn rồi mình phải bán lại. À, áo khoác nha mấy chị nha. Áo khoác. Nói chung là mấy con này 140 mà vải sướng lắm. Vải sướng cực kỳ. Em có nhiều màu lắm nè. Có nhiều màu lắm. Đây là màu đen em đang mặc nè. Con này là xanh đen nè. Ha. Đây. Chị ơi không thấy kỳ mà rất là. Mình dùng từ sao ta. Họ làm như họ bị đứt cái cọng dây đó. Cọng dây mắc cỡ ấy. Họ sao á mình không có diễn tả được. Màu này là màu xanh đen nè. Mình không có nói được họ đâu chị. Mã này là mã Chanel. Mã em đang mặc là mã LV. Mã này là mã Chanel nè. 60-90kg. Mã này là mã Adidas hoa nè mấy chị. Mã này là mã Adidas hoa. Ha, mã này là mã Adidas hoa. Mã này là cái mã giống như em đang mặc. Mã này thì mã nai. Mã nai thì đơn giản hơn cái mã em đang mặc. Mã này mã nai. Bi lại kiếm con mã rêu đi Bi. Mã rêu với mã màu bơ bơ kem kem nè. Rồi đây. Đây mấy chị. Mã đây là mã màu bơ ha, màu bơ thúi á mấy chị à. Đây mẫu mã màu bơ thúi nè ha. Cái này dưới 90kg thôi nha. Cái đó áo dây á. Còn có chị nào mua áo dây 80.000 nữa không? Nai đen 90kg dùng đơn của chế hồng tươi. Nai đen 90kg. Một bực dương dương tăng 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 tăng. Mua đi để được gặp anh shipper hồng tươi. Má máu mê trai không biết đầu thai không biết hết không nữa. Hồng tươi. Nhiêu ký, lộn, 140, nhiêu ký cọ bụng đậu ta đi. Cái áo dây em đang mặc có bán nha. Bây giờ lấy thêm đi Bi. Màu rêu. Lấy thêm một con màu đen ha. Màu đen mới lấy đây nè. Màu đen gì á. À, áo rêu còn nè, Thi vỏ, chị Thi vỏ. Lấy thêm rêu đi. Nè, màu rêu đẹp lắm chứ. Màu rêu hơi bị đẹp luôn. Nè. Mà màu rêu vải cũng em nữa chị Thi ơi. Hồng tươi. Hả? Hồng tươi. Cái gì? Lấy màu rêu. Lấy thêm màu rêu. Này màu đen mà ăn khùng. Áo rêu còn không chị? Để mày đang lấy màu gì vậy Bi? Màu rêu. Cái lần mà cho gì cái bịch gì đựng hàng để gì chụp hình á. Bịch này đựng như đây đưa cái bịch đó con khùng. Nè trước khi ấy là ấy con kia nó đi chơi cướp chuột rồi. Ấy ấy mày bớt ơi, mày bớt ấy
Nhà em giàu lắm, dương cái bình oxy 25 triệu. Mùa dịch đó em sợ em mua không nhà. Còn màu gì khác lạ lạ nữa không Bi? Hết rồi hả? Áo à, áo à. Ờ à, lấy áo tím nè. Ủa chị có lấy không chị? Ừ chưa có màu tím đó. Đó. Mày không có lấy gì hết trơn á. Suốt ngày nè em còn màu tím mà nãy giờ con Bi nó quên nè mấy chị. Do con Bi chứ không phải do em. Chị Thi bỏ có lấy màu rêu không? Đây con tím nè. Tím liệm chiều xin. Ủa mấy con này mặc, em nói mấy mặc mang với giày thể thao hơi bị đẹp luôn. Mặc mang với giày thể thao hơi bị đẹp luôn á mấy chị ha. Chị nào chốt con tím thì chốt giùm em. Nè bỏ này về chụp hình nè. Đó bên kia. Rồi ok. Đó này về chụp. Suốt ngày ấy ấy. Giờ không ấy làm gì giờ. Đó bỏ vô một cái bao lớn đi Bi. Đây nè. Một bọc vương vương tăng 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 thành hai đất nước. Tăng 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 tăng. Áo chờ neo đen 80kg chờ gộp đơn nha chị. Một chút nữa sau cái live stream mấy chị muốn mua 1-2 ngày nữa mấy chị kêu 7 đỉ ơ. Thứ 7 hãy gửi bill nha, 7 đỉ ơ, thứ 4 hãy gửi bill nha. Bill chị cho dồn 2-3 ngày, 1-2 ngày thôi còn khách mới không cho dồn nha. Là mai mấy chị vô mua tại hàng Tết em không có tiền em lấy hàng hả mấy chị. Kêu quỷ 7 tối làm đỉ kiếm thêm triệu không chịu làm. Em cũng rầu lắm. Lấy một cái chờ neo đen. Lấy cái chờ neo đen. Lấy trong này đi Bi. Chờ neo đen rồi Bi kiếm trong kia bỏ vô là chụp hình nè. Cái chờ neo đen của chị Trang Nguyễn nè con 140. Rồi áo dây em đang mặc. Áo dây em đang mặc á, chị nào lấy nữa không thì báo nha. Áo dây em đang mặc. Ai lấy nữa thì lấy. Hồi trưa em có xả mấy con quần dài còn size 100kg nè. Xem tin nhắn trong Messenger giúp em. À, ai ai chịu ổng đi 1 triệu vậy, ổng có vé ra bà nó bún thun cũng có vé chứ bà nội. Cô quỷ chuyên gia gì mà hồi xưa em xả còn được mấy cái quần tây nè. Lấy con chờ neo của hình hòn ấy, lấy thêm con chờ neo khóc của hình hòn nữa. Ờ chờ neo, lấy con chờ neo ấy nha. Ủa nói nè, cái con Adidas này đẹp quá trời, đưa đưa con Adidas ha. Ê mấy chị, Adidas hoa đen đẹp quá trời, không lấy nè mấy chị. Trời ơi, Adidas hoa đen đẹp quá trời, không lấy. Kiếm con Chanel cho chị hình hòn đi. Nè, quần này 92-100kg nè, chị nào 100kg hút cái con quần tây này cho tôi. Tôi xả còn có 160 nè. Bích Thủy ở ở dưới có bao quần nè ha. Áo khoác rêu chữ, áo khoác rêu chữ NI hồi xưa hết rồi chị, để kiếm nha chị. Áo khoác rêu NI. Hồi nãy lên áo khoác gì, màu gì vậy? Bé đứng dậy kiếm áo khoác màu rêu mà có chữ NI cho cô Thi Võ đi. Áo dây à. Áo dây có size 100kg của chị Liên Võ nè. Còn cái là chị Liên Võ. Còn cái nè. Còn đúng cái size 100kg của chị Liên nè. Nè. Đúng hả? Nè. Áo dây còn đúng cái chị Liên Võ 80.000 nè anh ơi. 80.000 của chị Liên Võ nè. Quần của Thư Nguyễn trăm, quần của chị Thu Nguyễn 100kg nè. Quần của Bích Thủy 100kg. Thu Nguyễn đây. Thu Nguyễn đẹp đây. Thu Nguyễn đây nè. Nè, cái này của cô Thu Nguyễn nè, Thu Nguyễn quần. Chị có bán áo khoác nam cho. Em phải đi kiếm mà giờ em không đủ sức khỏe đi kiếm luôn á. 160. Của Bích Thủy nè. Của Bích Thủy 160 nè con. Nè chị Thi Võ NI nè. Chốt cho chị nha. Nè. Chốt cho chị con này nha chị Thi ơi. Con này không phải màu rêu đâu, con này hồi trưa là màu xanh đó chị. Rồi Bi kiếm thêm cái màu xanh nữa đi chụp hình nè Bi. Màu xanh này nè, nãy màu rêu chưa có màu xanh này. Ok nha chị Thi nha. Đen không có chè neo, lấy màu khác được không chị Hình Hòn ơi? Dạ. Chị Hình Hòn ơi lấy được không chị? Thi Võ nè. Thi Võ 160 ai ghi giùm em. À 140 chứ. Thi Võ 140. Thi Võ 140. Một con nữa không? Chị Hình Hòn ơi lấy cái con Adidas này nè chị Hình Hòn ơi. Lấy con Adidas này nè đẹp quá trời luôn. À, quần này của Na Nguyễn nè, Na Nguyễn 160 nè. Còn một con 100kg ai chốt rồi chốt con 100kg cho em nha.
ai chốt con 100 ký chốt cho em nha mấy chị. Tại vì sao? Tại vì là với nè gì quên rồi, Quỷ Ngân mua quần này mua áo này nè, coi có quần 100 ký chị lấy và còn cái nè chị Liên, còn cái nữa chị Liên vỡ nè, mấy lần bỏ bịch vô cho cô Liên vỡ 160 nè. Rồi hôm nay về mấy con áo 100 ký đẹp quá chị Liên ơi. Ok chị Hình Hòn nè, Hình Hòn 140 áo này. Ghi ghi phụ ghi phụ. Hình Hòn 140 nè. Hình Hòn 140 nè, áo khoác rêu 90 ký bây giờ. Áo khoác rêu 90 ký. Gửi bù hết đi cho em rồi Nguyễn Hiếu con chó. Rêu à, rêu của Nguyễn Hiếu nè, Nguyễn Hiếu con chó nè. Nguyễn Hiếu 140 con chó. Rồi lấy cho chị Liên. Nè Ngân ơi, lấy cái áo này nè Ngân, em mặc cái áo này nè. Trời ơi, chị nói em vải đẹp vô số luôn. Mà một lọt áo trắng, mà một lọt áo trắng ha. Cho coi áo khoác đi chị. Áo khoác này là mặc theo form ôm á nha chị Trâm nha. Em mặc cho chị coi. Em nhà ở đâu thế? Em nhà ở... À bill của chị Lâm Toàn từ từ mai gửi nha anh. Chị Lâm Toàn ơi, tí xíu đi em gửi mẫu quần cho chị lựa ha. Nhớ nhắn em nha. Sao coi không được ta. À, áo con chó, áo này không có size 100 ký, áo này size dưới 80 ký à, 150 mà size 60 đến 80 ký mà vải đẹp vô số kể luôn ha. Bơm hàng xong về mua mấy năm rồi, bữa giờ đợi không thấy điện thoại sao không báo em. Còn Rin 36 nhé. Dạ con. Em nhà ở đâu đây? Rồi chút soạn đóng bill. Ôm quá. Nè chị, đúng rồi mấy mẫu đó nó phải vậy. Mấy mẫu đâu có mặc thùng thình được chị. Mấy mẫu mặc thùng thình nó không có ra chất, nó không có ra chất chất con ngự. Cái áo này là dưới 80 ký thôi nha. Con áo xanh thì này này dưới 95 ký được nè. Con áo xanh này cũng 150 mà dưới 90-92 ký là vải đẹp lắm. Áo xanh nha. Áo xanh. Trời ơi Ngân ơi, coi áo con chó nè. Chikubidubidu nè đó. Chikubidubidu áo chó đẹp không, dưới 80 ký. Chikubidubidu. Con này cà phê sữa nè. Cà phê sữa con gấu nè, dưới 90 ký nè. Trời ơi con này 150 mà em nói mấy chị hàng đẹp vô số kể luôn. Hàng đẹp dữ dội lắm. Hàng em nói mấy chị là đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi luôn. À áo khoác nào rộng rãi tại. Rộng rãi là em có cái lọt áo khoác á. Chị cho xem áo khoác đó. Dạ ok chị Thảo. Nếu mà áo khoác rộng rãi là chút xíu nữa em sẽ đăng cái áo khoác mà lên giật tâm á. Lên tâm á. Áo khoác mà em mặc có màu cam đất, có màu vàng mà có màu bò đó chị Trâm. Tí xíu em đăng lại cho chị coi nha. Áo khoác nha mấy chị nha, nhiều màu lắm chị Thảo 140. Em có màu xanh nè. Em có màu xanh nè ha. Mùi thuốc đâu à. Em có màu tím nè. Em có màu tím nè mấy chị ha. Em có màu rêu hồi nãy em lên mặc lên nè ha. Em có màu xanh Adidas nè. Em có màu xanh Adidas nè. Em có màu đen đủ hình hết đó chị. Màu đen đủ hình. Đó mấy chị muốn màu gì có màu đó. Nói chung đủ hình đủ màu. Rồi coi nè 60-80 ký nè. Áo trắng ly trà sữa nè. Nè bà Lùng ơi, cột mấy cái này lại để cột chung với thun thái. Để bỏ trên này nè. Thun thái. Vậy con thích con nào gì cho con này. Cho con gấu này, cho hai đứa hai con gấu. Em có một cái áo trắng chữ BB nè. Lấy cái con trắng á. Trắng đẹp nè. Quay qua cái quay quốc còn đã sửa liền rồi. Có con chữ B nè. Ủa mà sao trắng không vậy. Bữa giờ em lấy trắng nhiều quá. Ừ.
Bị này. Đường nè con điên bé hả? Có con điên nè ngon không? Lấy đi chứ không con lùng mà lấy á. Nè có con điên chó nè chốt cho ngon đi. Nè chốt cho ngon 150 đi. Điên chanel còn không? Điên chanel hết rồi chị, nãy chị kia kiếm điên chanel đã không có rồi mà mấy con này mặc phơm giấu quần. Tao thấy tao bay rồi nha. Chứ không phải tao không thấy đâu nha. À, lấy điên rồi, lấy điên với hai nó danh lộn cũng vậy à. Nè các chị nè mà từ 70 đến 100 kg áo này là áo áo phơm rộng nha. Còn được ba con. Nè. Chị nào 100 kg là mặc hơi bị sướng, áo này mấy chị nhớ hồi xưa em bán hàng An Đông là 350 ngàn không là nó nè. Mà giờ có 150 ngàn là chốt giùm em áo ngôi sao nè. Còn con áo nước hoa của em có chưa, mai qua lấy sạch sẽ à. Lấy rêu nãy em mặc dạ ok chị. Bây giờ lấy cái rêu này cho chị Thanh Thảo Quảng Ngãi nè. Lấy một cái rêu nữa. Con này 100 kg mặc thoải mái nha. Con này chốt giùm em mã vuông nè ha, mã vuông. Mấy con này 150 quá rẻ luôn. Đó còn có đúng hai cái đó hết trơn rồi nha. Cho nên mấy chị phải tranh thủ. À ba baby đứng dậy à. Baby đứng dậy lấy hai cái mẫu áo của nhà mình ngày hôm nay về. Lấy cái bill của Trương Hoàng Minh lại đổ ra. Đổ cái bill Trương Hoàng Minh ra. Người ta làm á, người ta cho địa chỉ mới rồi cũng không đọc gì hết trơn á. Lấy bill Trương Hoàng Minh là lấy áo khoác tím của hai ta. Lấy áo khoác tím của hai ta. Lấy áo khoác tím trong đó đi bây. Rồi mấy con mở bệnh. Áo khoác tím của hai ta. Kiếm cái bill Trương Hoàng Minh ra làm lại luôn. Áo vuông 100 kg của chị Lâm Toàn. Chị Lâm Toàn coi trùng rồi chưa á nha. Áo vuông của chị Lâm Toàn 150 ngàn nè. Áo thun đen 150. Một cái khóc tím của chị hai ta chưa? Còn đúng một cái của chị Nguyễn Trâm thôi nha. Nè, còn đúng cái ngôi sao của chị Nguyễn Trâm nè, hốt đi. Nguyễn Trâm này. Nè. 104. Nguyễn Trâm gì đó, 104. Phải không, coi gì mới biết được. Rồi hai cái áo hết rồi nha mấy chị nha. Hai cái áo đó hết rồi đó. Mời chị Lâm Toàn một cái, chị Trâm một cái. Chị Lâm Toàn một cái với lại chị Trâm một cái. Một phần bốn đúng không? Đúng rồi, bỏ đi không? Ở đây. Làm lại cái bill Trương Minh Hoàng đi. Mình bà lùng xuống tủ lấy cái bill Trương Minh Hoàng, ghi bill mới luôn đi. À, coi đi shop, đừng trùng thì bỏ ra. Ok, để kiểm tra bill Lâm Toàn liền nè. Rồi. Có trùng không? À. Không có trùng phải không? Tao kiểm tra kỹ nha. Lấy một cái bill Phạm Cầm để mai gửi lại luôn. Áo này hôm nay về 150 ngàn 4 size nè chị Liên Võ. 150 ngàn 4 size áo công sở nha. Áo công sở. Có khoác 100 kg không? Có khoác 100 kg chị khoác lên tâm. Khoác lên tâm 100 kg có size nha. Đợi chút xíu. Để em Bi nó bưng lấy cái bao áo khoác đó xuống cho mấy chị. Đây là mấy chị. Bi biết bao đó không? Đó, khó xá tường đủ màu cam xanh đỏ tím vàng trăm đất rồi đó. Ừ, lên tâm á. Đây nè mấy chị. Đây là con áo này hôm nay về áo công sở. Áo này 150 ngàn nha. Áo này 150 ngàn. Chị nào chốt áo này thì chốt lên giúp giùm em số ký ha. Vừa bán vừa trả lời khách mấy chị. À, lấy áo khoác tím. Lấy rồi nha, chị hai ta. Khoác 100 kg đợi em 5 phút.
áo công sở 70kg của chế Đoan Mai, có dây kéo ở sau lịch sự lắm nha. Chế Đoan Mai nè, chế Đoan Mai 150.000. Em có cái tập hùng lắm mấy chị, đâu phải ai cũng coi livestream của mình ha. Chị Đoan Mai lấy cái con Chanel này nè, vải đẹp lắm. Cứ like cái gì một lần mà người ta chưa kịp coi hay chưa kịp mua là em bắt đầu em nản, em bị dúng con điên lắm. Mà thật sự hàng bán cũng để cũng hot nữa. Nè con Chanel nè mấy chị đẹp không? Trời ơi quá trời xinh luôn. Con này cũng 150.000, chốt giùm em Chanel thun giấy ha. Chốt giùm em Chanel thun giấy kèm số ký. Con này mấy chị mặc lên sao? Mặc với jean cũng sang, mặc với chân váy cũng sang. Mấy chị mặc với cái gì cũng sang hết. Tối nay em kết hợp với chân váy em thử cái này cho mấy chị coi ha. Áo 150.000 và cũng có 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg áo Chanel. Chị nào chốt Chanel thì chốt lên giúp giùm em Chanel nha. Em lên cái con khót phơm rộng cho mấy chị nè. Em lên cái con khót phơm rộng cho mấy chị. Còn số lượng ít lắm nha. Chị nào hồi nãy đòi size 100kg, để em coi size 100kg còn màu gì ạ. Để em coi size 100kg còn màu gì nè. Size 100kg còn nè, con vàng nè nha. Lưu ý nha. Size 100kg á, tại size 100kg nó không có nhiều quá quý vị. Coi tí đó đi. Size 100kg còn rất là ít nha. Nè em mặc thử một con cho mấy chị coi áo phơm này. Phơm này là phơm rộng nè. Chị nào 90kg muốn phơm rộng lấy con này ha. Con này 240 len tâm. Nó chữ le nè, chứ nó giống như vải kaki vậy đó. Nó gần giống vải kaki. Nhưng mà con này mặc xinh lắm. Con này mặc là hơi bị bụi đời chợ lớn luôn á mấy chị. Mấy chị còn mua áo vú mặc hàng ngày hay áo vú chống tuột thì báo em ha. Lấy con chống tuột 42 màu, màu kem hay màu hồng gì cũng được bi. Dễ thử dễ thấy. Bữa giờ mấy chị không có thấy cái con màu xanh đúng không? Thì con màu xanh em còn một con dưới 82kg nè. Ha. Còn set đen nhúng không chế 65kg còn chốt em. Còn set đen nhúng, set nào chị Hạnh Dương có thể gửi hình cho em được không? Trời ơi cái con này mấy chị mặc thoải mái lắm. Size nào ra size đó, nè size 80-82kg mà còn thoải mái nè. Nói chung là đẹp lắm. Gì vậy? Thôi mở em coi hả? Nó có màu đen nữa nha mấy chị nha. Bữa hôm qua mới thôi cục. Bữa mới khui cục về qua mới vô mà làm ta qua cho mấy có luôn hồi vào sao rồi nhớ đúng không chạy sai rồi có sao nhớ đúng không Bill đã báo sao qua đó mới khui hôm qua luôn đó mới xả cục hôm qua. Ủa chị Hạnh Dương mới xả cục hàng gì hôm qua nhà em vậy? À không. Chị có một mẫu này có size 100kg nè nha chị Lâm Toàn. Mẫu này có size 100kg đúng màu 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 vàng, không phải màu bò. Có màu đen nữa nhưng mà màu đen bây giờ còn size nhỏ à. Màu đen bây giờ còn size L nè. Đi luôn chút nữa ra đưa luôn. Ê có một con màu đen 3X nè. Lấy thêm 10 quần lót của bánh kem Khả Ái. Tối nay đi bill bánh kem Khả Ái luôn nha. Quần lót 101 của bánh kem Khả Ái 10 cái nè. Lấy tiếp 10 cục nữa để dành mặt từ đây tới năm sau. Nói chung nó có một đợt cho mấy. Hạnh Dương chữ Dương có dấu ơ. Đến bà con Hạnh Dương có một có hai rồi Hạnh Dương nè. Không. Đang coi cái cục hàng hả chị Hạnh Dương. Em có một con đen nha. Mặt đúng đẹp. Gì vậy? Hạnh Dương nó đỏ lên cả năm trời có mua đâu. Nè, nó đỏ rồi đó, đó. Có những màu gì hả chị Trang? Em có màu đen nè, màu bò nè, màu vàng nè, màu xanh ngọc nè, màu cam đất nè. Màu cam đất nè. À, màu cam đất nè, màu xanh ngọc nè, nhưng mà còn lẻ size. Màu đơn nè, đó, mấy chị muốn lấy màu gì? Ê cái màu vàng này lên đẹp lắm nha. Khóc đen 65kg của Nguyễn Phương Nam nè, màu đơn nhiều lắm nha.
màu đơn nó đủ size luôn. À, lấy cái nào mà bà để ở ngoài, cái nào để ở ngoài là cái bịch bỏ vô, rồi chút nữa bỏ trong đây, sắp lên đây nè. Nè, áo đen của Nguyễn Phương Nam nè, áo khoác đen 100kg của Bích Thủy nè, 240 thay cái bịch thì anh, cái này cái gì nè. Áo khoác bao nhiêu? 240 chị Thái Phương Thảo, 240 nha. Em là em kết cái màu bò nhất mấy chị, màu bò nó lên dễ lên đồ, màu đen cũng dễ lên đồ, màu vàng cũng dễ lên đồ, màu xanh cũng dễ lên đồ, đại khái mấy màu em thấy dễ lên đồ hết. Một bọc con đường con hình hao nhé bé. À, khót màu đen có 100kg không? Có 100kg nãy giờ la làng la, lấy màu đen size 90kg của Phương, của gái phải không? Để kiếm nha. Trời ơi, còn cái màu đen để tôi bán rồi. Còn cái màu đen để tôi bán rồi. Còn cái màu đen 2 ịt rồi. Rồi xong, 2 ịt màu đen hết rồi nha. Lựa cũng lắc léo lắm, thiệt. Lựa cũng lắc léo ghê lắm rồi. Hết đen rồi, đen còn XL size em không à, hả? À, khoác bò 90kg của chế, của chế Hân Nguyễn. Đen còn size của em à, chị Trâm mặc lừa không? Đừng có nói hết của chị Hân Nguyễn, em xỉu luôn nha. Rồi, của chị Hân Nguyễn nè, 240. 240 của chị Hân Nguyễn. 240 của chị Hân Nguyễn. To. Tại vì 8 đấy, thấy mặt XL mà còn rộng rãi không Thủy ha. Áo khoác bò 100kg không có mấy chị ơi. À, hết rồi, hết size rồi. Bây giờ chỉ còn màu gì? Nè, còn con áo khoác màu vàng bò nè, 100kg nè, chị Liên lấy được không chị Liên ơi? Chị Liên lấy được không? À, lấy áo khoác bò 100kg con màu vàng yêu mặc XL. Không phải Thủy nha, cái này nó không phải là nó mặc ôm cho người nha. Đúng rồi Hân Nguyễn Long An, nó mặc phải theo cái form đó nó mới đúng form nha Thủy ha. Nó phải mặc theo đúng cái form đó nó mới đúng form nha, nha mấy chị nha. Dạ ok chị, màu này nha chị Liên. Liên bỏ 240 nè. Ô cái mẫu này bữa giờ em may tính ra tới lần thứ 3 rồi đó mấy chị. Thiệt. Em có cụi em bán cái thằng này hoài luôn á. Tại vì nó dễ mặc lắm. Chị Trâm ơi, chị Trâm ơi, chị Trâm lấy XL được không? Nè chị Trâm ơi, có một cái 2X màu bò đậm nè. Có một cái 2X màu bò đậm nè. Thủy cái này mặc nó phải ra cái form vậy á nha Thủy, mình mới mặc được chiếc quần rin nó mới đẹp nha Thủy nha. Em có một cái màu bò nè. Hồi nãy xem khót bò đây nè má, khót bò nè má ơi, khót bò nè đây, khót bò áo khót bò 100kg lấy chị Liên rồi mà, lấy chị Liên rồi, chị Liên lấy thêm một con nữa phải không, bò đậm phải không? Em coi thử còn không. Giá trời con này nha. Màu xanh còn có một con XL dưới 80kg mà cái đó chị Trâm cũng vừa. Chị Trâm cũng vừa mà. Nha. Chị Trâm cũng vừa. Nè, lấy thêm một con bò này. Ủa, lấy thêm một con bò này cho chị Liên vỏ nè, đúng không? Hồi nãy là một con bò vàng, giờ lấy thêm một con này cho chị Liên vỏ nè. Chị Liên vỏ một con bò đậm nè. Nguyễn Trâm XL ở đây, Hồng Hạnh màu bò nè. Cái đó của chị Liên vỏ. Đưa cái lùng đi. Rồi mới cầm cái con màu bò đây, màu bò này của Hồng Hạnh nè, Hồng Hạnh mới lãnh lương nè, tranh thủ bán Hồng Hạnh nha. Lên áo kiểu hả chị, trời áo kiểu nhà em nhiều lắm. Nè Hồng Hạnh nè, Hồng Hạnh. Một bút vương vương tăng tăng hình hai nha bé.
Rồi để em coi thử con xanh này size gì. Con xanh này size XL nè. Chị Nguyễn Trang. Nè, chị Nguyễn Trâm lấy cái con xanh này nè, chị coi em mặc nè. Chị coi em mặc đi rồi chị mê nha. Coi mặc rồi mê cái form. Ha, à, để em kêu xưởng lấy thêm một ít màu đậm 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 về may cái con khót này lại nữa ha. Trời em nói thật sự với mấy chị á, mặc sướng lắm. Khót cô tông còn không chứ. Xanh xanh nè, đâu vậy đi. Xanh này của Hồng Hạnh nè. Bán lẹ đi chứ bà mới còn bà mới nhận lương á, Hồng Hạnh 240 nè. Trời ơi cái con này mấy chị mặc đã lắm. Cái con mấy chị mặc ra bụi đời thêm đôi thể thao vô nữa xinh lắm luôn. Xinh ơi là xinh luôn. Em xinh em đứng hầm xinh cũng xinh nha. Khoác cô tông còn không? Khoác cô tông mày vàng vàng mày sale quá hả? Hết rồi. Ha. À. Trời ơi, để em may thêm mấy màu cho mấy chị để mặc. Mấy này mấy chị mặc với lại quần sọt cũng đẹp, mang giày thể thao cũng đẹp, mang bót cũng đẹp, mặc bikini ở dưới cũng đẹp nữa. Mặc cái gì cũng đẹp hết trơn á. Hồi bữa lấy 3X màu bò hơi rộng nên giờ lấy 2X. Lấy XL cũng được nữa chị Trâm ha. Lấy XL cũng được nữa. Chưa lãnh lương gái ơi, 10 tay lận à, đầm đen ren trắng 280.000 còn không chứ. Ơi nói như này mày có thể gửi hình được không nghe. Gửi hình đi chút xíu nữa trả lời hết cho. Cái con cam đất cũng đẹp nè. Ơi ừ, ai có chốt vàng 3X cũng còn cái vàng 3X nha. Ai chốt vàng 3X cũng còn vàng 3X. Ai chốt vàng 3X cũng còn vàng 3X ha. Vàng 2X cũng còn nè. Vàng 2X cũng còn. Ờ à, đây, áo vú chống tuột hôm nay về xét caro ở chế Xuân Phạm. Áo vú chống tuột là sao? Là áo vú chống tuột à, mua chứ không biết có tiền hay không. Làm đi nha. Đừng để lương tâm nó mọc răng nha. Áo vú chống tuột là khi mấy chị mặc với áo dây giống như em đang mặc gì nè mấy chị, thì nó sẽ là một cái áo vú chống tuột ha mấy chị ha. Đó, nó sẽ là áo vú chống tuột à, cam đất 85kg của Kim Hôn Võ. Cam đất 85kg của Kim Hôn Võ. Ok chứ. Đây, nè, đây, sâu hàng luôn. Không có bao giờ tuột khỏi vú, con này 160 đủ size, 36-44. Mấy chị cứ nhảy cà nửng, không bao giờ rụng vú đâu ha. 160, em có ngực mặt hàng ngày nữa, mấy chị muốn coi cái gì, mấy chị cứ báo em coi. Nhà em cái gì cũng có, mỗi tiền không có, nha. Lùn xong mà quay ra sau chỗ áo vú có cái đầm trắng đen, lấy size XL ra để tối về gì chụp hình. Ê, nói nè, mấy ngày hôm nay hết tiền em không dám mua, chị mua đi chị. Em cho chị nợ, đúng rồi, XL 7 cho chị chụp hình. Dạ chị cứ mua đi, lấy em hai cái chống tuột 38 của Saka Châu Nguyễn. Saka Châu Nguyễn hai cái vú chống tuột. Lấy hàng ngày cho chị Lâm Toàn phải không, rồi để em lên lầu em bê cái cục hàng ngày xuống. Bê bê, bê cái cục này lên nè. Dạ đang lấy hai cái 38 hai màu. Hai cái 38 của chị Saka Châu Nguyễn. Thứ nhất là em bỏ một cái cục quần rinh cái bao mà hôm qua nó đưa về á để xuống bán cho chị gì. Cho chị Lâm Toàn. Quần rinh mà hôm qua có bốn Mickey đưa đi sửa rồi. Với lại lấy cái bao áo vú mà bỏ trong cái sọt hồng xuống. Em bán em đưa lấy hàng em phải tư tỉnh lên mới bán được nha. Bạn không chưa giao cho. Rồi cho nó làm đi, 21 nó được nghỉ giải lao rồi. Hai cái nào cũng đẹp hết đó. Cho nên bà đừng có đổi. 10 tay mới lãnh lương đúng không? Mua đi. Tới 10 tay là hết lương á. Trời ơi tôi mê cái con khót chống tuột này lắm. Chị Lâm Toàn lấy vú hàng ngày phải không? Rồi để em lên vú hàng ngày với quần rinh cho chị luôn. Chị phải chốt cho em hai con quần rinh nha. 93kg, size 39, 40, 41 gì chị quất ráo cho em hết á. Trời ơi không biết nhà ở đâu mà dám bán thiếu dạ. Em thấy chị làm từ thiện là em bán thiếu hết á. Người ta làm từ thiện là người nào cũng có cái tâm hết á. Trừ những người không có cái tâm thôi, còn những người làm từ thiện đều có cái tâm. Mà những người đã có cái tâm rồi thì họ không đến nỗi nào, trừ khi họ gặp trường hợp bất chấp thôi, họ gặp trường hợp xấu thôi. Mà những người làm từ thiện đã có cái tâm, mà những người không có tâm thì người ta vẫn làm từ thiện được. Mà nói chung là được. Màu chị đang cầm, 42 màu chị đang cầm là cái chị đang mặc luôn nè em. Nguyễn Hiếu con chó 160. Em nói thiệt,
Còn trên nhiều khi mình làm từ thiện cái tiền mình vô quá thì nó mờ mắt thì những người đó không có tâm thôi. Nhưng mà em chỉ cần những người làm từ thiện họ hoàn thành khoảng cỡ 50% là đã giúp cho người nghèo được nhiều rồi. Cho nên người làm từ thiện có tâm hay không có tâm thì điều đó em không quan trọng. Mà quan trọng chị mua đi em cho chị Thiếu. Vậy đi. Chứ giờ gần Tết em... Nếu không có tâm thì tặng cho bó tâm. Hả? À, mấy chị không có... gì ủa nữa? Cái bao riêng hôm qua gì à? Hôm qua nó trả hàng gì xong có một cái bao mà tới 4 tết nè. Bao riêng bự á. Cái bao riêng mà không có ghi gì hết á Bi. Có bao riêng 4 tết nằm ngang. Có cái lai lạc chờ neo màu đen á Bi ạ. Áo vú chống tuột màu da của Lê Thảo 38 con ơi. Áo vú chống tuột màu da của chị Lê Thảo 38. Quay ra sau đằng sau quay. Chị ơi cho em Thiếu đơn này. Em có làm từ thiện chị mới cho em Thiếu nha. Chị Kim hôn mỏ áo kiểu hả chị? Thật sự là áo kiểu bên em rất là ít. Tối hôm qua em có chụp một lọt. Không có đó màu hồng, màu da là màu này nè con. Rồi lên áo mặc hàng ngày nha. Thứ nhất là mút mỏng mà rất là mềm ha. Thứ hai là nó có cái miếng chỗ đây làm gì thì em không có biết. Làm gì em không có biết. Nhưng mà vú đây em mấy chị, cái dây ở sau nó thoải mái lắm. Mấy chị mặc thoải mái nha. Tại vì ở trong em đang mặc một cái áo chống tuột. Chứ thật sự chứ mặc cái áo này nó ôm người đẹp lắm chị Lâm Toàn. Rất là đẹp luôn. Em có size 36, 38, 40 và 42. Mà con này mấy chị mặc êm lắm. Hồi xưa em đâu có mặc vú lúc like đâu. 2-3 năm em đâu có mặc vú lúc like đâu mấy chị. Tự nhiên mấy tháng nay cái dòng vú mới về, dòng vú chống tuột mới về nè. Em mặc nguyên ngày nó không có mệt. Còn mấy hôm trước em mặc ngồi chút là em thở. Còn giờ mấy chị, em mặc nguyên ngày em không mệt luôn. Đó, có cái đen mặc 10 tháng chưa thay. Nói chung là xuất sắc lắm, 150.000. Có size 36, 38, 40, 42. Đó, chị nào chốt cái này thì chốt lên em nhiều màu lắm nha mấy chị. Màu này, màu này, màu kem, màu nâu, vú 42, 150 của Khánh Linh. 42, 150 của Khánh Linh, ok. Kiếm size cho Khánh Linh. Một con dịch Khánh Linh nè, 150. Nhớ lấy giùm đôi dép 38 quay ngang màu kem nha chị. 38, Lê Thảo. Lê Thảo nhắn cho chị Yên cái tin qua đi. Nhắn chút rồi nhắn trong tin nhắn chị Yên cái tin này xong like chị Yên qua. Chị Yên soạn hàng cho em luôn cho nha Thảo nha. 38 quay ngang màu kem. Sợ 38 không còn nhiều đó gái. Ủa sáng giờ có ai giao bao dép qua không vậy? Sợ chị sợ còn 39 nhiều chứ 38 chị sợ thiếu á Thảo ơi. 38 chị Yên sợ thiếu á. Thiệt luôn. 38 đang sợ thiếu nha. Này 37 nè. Này 37. Đôi quan ngang đang dây, đang dây. À, chị ơi chị coi sợ là không có 38 á Thảo, chị sợ có 39 thôi á. Nó có nằm trong cái bao không? Không. Nó nằm trong bao vậy lên kiếm tiếp đi. Cái bao đó tổng cộng 4 set nè. Có cái bao gì nè, cái bao trắng giống như vậy nè bây giờ. Trong đó có 3 set xanh và 1 set đen. Rồi em lên quần này có size tới 100kg nha. Em lên quần này có size tới 100kg. Lấy vú hàng ngày ngực 94 lấy 4 cái. 2 đen 2 xám của chế Lê Phương. Chế Lê Phương vú 98 giờ lấy size như 36 hay 38. 38 nha chị Lê Phương được không? 38 nha chị Lê Phương. 38 nha chế 36 hay 38 đây. Đang suy nghĩ cho chế 38 đi. Chứ 36 thì... 36 hay 38 ta? Ngực 98. Ngực 98 mặc size 36 hay 38 mấy chị? Mấy chị ơi. Lấy 38 nha chị nha. 36. Ta sẽ nắm tay đi hết cuộc đời anh ơi. 36. 36. 36 là 36. Lắc cái mông để giống con công. Bay lên nào là bay lên nào. Bay lên nào là nhảy chập chình. Nhảy chập chình là chơi hết mình. Chơi hết mình là đang soạn vú. Đang vú này mềm lắm. Mấy chị mập mập nhà mình mặc á. Nó êm lắm nha mấy chị. Sẽ rất là thoải mái cho mấy chị ha. 38 chị lấy màu gì vậy bà Lùng? 38 lấy màu gì vậy? Lấy em 2 đen 2 xám. 2 đen nè con. Em kiếm 2 xám rồi cho chế. Xám đâu rồi, xám ơi,
Chế ơi, bây giờ không có xám, chế lấy giùm em con màu khác được không chế ơi? Ta xé nắm tay rồi đi hết cuộc đời em ơi. Ta xé chia mọi muôn đấu tiêu tiêu tiêu. Chị ơi lấy giùm em hai màu khác được không? Chưa có giày đâu, đợt này làm trước Tết không kịp đâu. Lấy em bốn đen và đợi em kiếm size nào 38 em dơ lên cho chị Phương coi nha. Mẹ hàng cấm biên cái gì nó cũng hạn hẹp hết mấy chị. Thiệt luôn á. Cái gì nó cũng hạn hẹp hẹp hết. Nhỏ kia đi kiếm chị Lâm Toàn Ngọc Châu chờ em chút nha. Để sòn cho chị hôm mai đi bill luôn cũng được cho em có tiền. Để em kiếm 38 chứ ơi. Rồi xong. Hết 38 rồi. Còn 40 với 36 rất là nhiều. 36 còn trên 10 người em rất là nhiều luôn. Đó còn còn 40 với 36. 36 còn trên nhà còn trên người em rất là nhiều màu nè chị. Hết rồi chị ơi. Chị Lê Phương ơi còn có hai cái 38 mà chị Phương ơi. Áo là 150 chị Ngô Huyền. Áo này chị Ngô Huyền mặc thoải mái lắm, mềm lắm. Dạ lấy màu khác cũng được. Nhưng mà tại vì em hết 38 rồi chị. Còn 40 với 36 á chị ạ. Hàng cấm khẩu cấm biên gì cũng thiếu hết trơn á chị Phương ơi. À, ai nói gì nè. Là Phương lấy 38 ok. 37 chưa có. Bao nhiêu tiền lấy màu khác cũng được. Nguyễn Điểm à, dép đen vai ngang hôm bữa. Dép đen vai ngang đá đúng rồi. Dép đen vai ngang đá hả chứ. Dép đen vai ngang đá hả chị Điểm. Đôi này hả. Đôi này đúng không. Dép ngang vai ngang đá đôi này đúng không. Lấy size nhiêu. Lấy size nhiêu chứ ơi. 720 đôi này. Không để em chị lên đó. Chị Phương ơi. Còn cái 36 với còn 36. Cho về mượn lại hai cái 38 được kiểm tra 36 với 38. À 38 còn cái màu da nè thôi từ từ khỏi anh Tư ơi. Hên quá. Còn cái màu da 38 được cho chị Diễm ơi. Cho chị Lê Phương gì đó đi. Được 3 cái chị Phương ơi lấy giúp em nha. Lấy giúp em 3 cái nha chị Phương. Trời mà cái này nó mềm lắm mấy chị ơi. Cái này mấy chị cầm vô tay không mấy chị cũng thích nữa. Thiệt mấy chị tin em đi. Mấy chị cầm con này vô tay không mấy chị cũng khoái khoái chạy nước miếng chạy nước miếng. Còn được 3 con chế lấy giúp em 3 con nha. Này còn 36 không? Hết 38 à. Dạ 3 cái ok chị Nguyễn Điểm à, chị lấy size 42 con này dễ mặc lắm nha. Nguyễn Điểm lấy một con đá ngang. Dạ ok chị Phương. Nguyễn Điểm lấy một con đá ngang nè. Nguyễn Điểm 41 đá ngang. Đá ngang hồng. Lê Thảo ơi chút kiểm tra có thì lấy nha. Còn không có thì sẽ hẹn lại. Để chút nữa nhắn tin Lê Thảo chọt ngón tay vô chị nhắc giùm chị đi ha. Chống tuột 106 size 40 của chị Lâm Toàn. Quay ra sau lấy cái chống tuột nè. Bây giờ lên nguồn riêng size tới 100kg cho mấy chị nè ha. Buổi trưa em like 2 giờ, buổi tối em like 8 giờ rưỡi nha. Mấy chị muốn mua đồ Tết thì vô gặp em qua Tết. Mấy chị có tiền muốn mua cũng vô gặp em ha. Giờ nào mấy chị gặp em cũng được nha. Giờ nào mấy chị gặp em cũng được. Con này mấy chị mặc mê lắm nha. Con này mấy chị mặc rất là êm ha. Thích lắm, có cái con vú này mấy chị mặc vô thích lắm. Anh Tư tối ngủ trên ghế ở dưới đất hả? Đất. Đất hả? À, Lê Phương thì có 5 được rồi. Chút nữa bỏ cái bao vú trên ghế nha, Bi chút nữa đó. À. Còn cái áo 160 này chút nữa sắp đều lên đây. À, lên quần rin cho mấy chị đâu mất quần rin này. Quần rin này có size tới 100kg nè chị Lâm Toàn ơi. Lên rin cho mấy chị nha. Lên rin hết cho mấy chị. Quần này của thằng WF là quần này 270.000 nha. Con này là con lật lai Mickey nè. Nó là quần dài nha mấy chị nha. Con này lật lai Mickey, con này 270. Con này có size từ 32 đến 41, 42. Tương đương là 62kg đến 103, 04, 05kg cũng vừa con quần rin này. Chị nào chốt con quần rin này thì chốt lên giùm em lai lật Mickey 270 kèm số ký. Mấy chị chốt kèm số ký hoặc là chốt kèm dòng bụng cho em. Hoặc là chốt kèm chiều cao con nặng cho em. Chứ mấy chị không có định hình được cái size bên em đâu. Tại vì thật sự là xưởng rin nó làm cũng không đều tay nữa. Mình đừng có trách xưởng mình. Mà thật sự cái thằng xưởng rin nó làm cũng không đều tay nữa nha mấy chị nha. Đó.
Literary chút đừng gửi bill nha. Linh Hồng. Cái bill của chị Nguyễn Phượng quận 12 gửi đi ha. Em lấy hai áo 100kg mặc lấy size 42 đi. Mặc nhà nha chị Ngô Hiền. Nè lấy hai cái 42 coi thử Ngô Hiền nào. Rồi em lên tiếp cho mấy chị mẫu để mấy chị lựa nha. Con hồi nãy là con Trình, con Mickey Lai Lộc. Và con này là con Gucci Dick nè mấy chị. Con này là con Gucci Dick. Chị nào chốt con. Cái gì vui vậy ta? Con này là con Gucci Dick, đợi chút xíu nó bị dính cái dây mấy chị. Này lai nhanh không được đâu quá trời. Cái này là con Gucci Dick nè, con này cũng quần dài. Trời ơi cái rin xanh bạc này mặc lên form nó đẹp lắm nha mấy chị đây. Con này là rin Dick nè. Con này cũng có size tới 100kg nha. Mấy chị cứ comment lên đi rồi em lựa size cho mấy chị. Con này là rin Dick. Con này là rin ngay Dick đó mấy chị. Ha. Rin ngay Dick. Chị nào chốt rin Dick thì chốt lên giúp giùm em rin Dick nha. Rin Dick có đủ size luôn nha mấy chị nha. Rin Dick đủ size. Chị nào chốt rin Dick thì chốt lên giúp giùm em rin Dick. Rin Dick nè. Mickey chân nè. Con này là Mickey chân nè. Bi chút nữa có lên thì bỏ lại đúng chỗ cũ nha Bi. Nhưng mà để từ từ like xong mà. Khiên mấy cái đó nặng quá, với lại rin này nè nhờ anh Tư khiên. Chứ anh khiên hoài không có được đâu. Anh Tư ảnh nó ảnh trẻ anh em. Tụi bay vừa ngủ giùm tao cái nha. Đưa có một thằng đàn ông, hai đứa con nít ôm tròn hết xót. Con này là bụi rinh bay mùi quá. Con này là rinh đen nè. Rinh đen lai lạc chờ neo nè. Ha. Con này là rinh đen lai lạc chờ neo. Nha mấy chị nha. Con này cũng đủ size 27. Dễ thương hết mấy chị ha. Con này đẹp. Áo này bản lớn mà đẹp lắm chị. Áo này bản lớn mà mặc có cái da, cái vải nó êm lắm. Cái vải nó êm nhất trong tất cả những cái con hàng từ ngày xưa giờ em bán luôn chị Hiền. Không em nói thiệt lòng á. Là chị biết tính em rồi, ví dụ như cái đó không ưng ý về là cái mặt em ngày hôm đó xưởng về hàng không đẹp, không ưng ý là cái mặt em như con cặc vậy mấy chị. Thiệt mà. Em thôi. Bánh mì. Bánh mì không. Đen 93kg. Vô hỏi gì mà trong máy á, trong tin nhắn á, đây hả để em nhắc cho em là Nguyễn Dương á là cục hàng em chưa chốt mà em gửi người ta nói vậy là Nguyễn Dương, còn Thạnh Nguyễn này quần lót tự đem vô tự thay tự đổi ấy, thằng khiếp đứng ngoài này không vừa trả về em nhớ không, bả sáu mấy ký mở quần có 100kg là Thạnh Dương. Cái quần này á chị Lâm Toàn, cái quần này nè, cái form nó rất là bự cho nên em chỉ lấy cho chị ở cái size 36 thôi. Size 36 này phải 95kg mới vừa luôn á chị nha. Nói cho chị biết chứ về cứ mặc thử đi ha. Cái con này size 36 này là form hơi bị lớn luôn. Form lớn cực kỳ. 270.000 của cô Lâm Toàn nè. Không bỏ gì hết, chị bỏ gà thôi. Không có được, có bỏ xôi không? Trời sao người em nó lỡ lưỡi. Nó khó chịu quá trời luôn. Con này 36 thôi chị. Con này em mặc chỉ có 34 thôi chị Lâm Toàn. Em lựa size chị yên tâm đi. Em lựa tự chỉ có từ chết tới bị thương thôi. Cái con màu xanh em có một cái con giống vậy mà màu xanh nè. Em có cái con giống vậy nữa mà màu xanh nè. Con này chị lấy 36 thôi, rộng lắm. Mặc co giãn quá, còn bộ đi chùa không chị còn. Để Bi nó lùn xách đồ lên phụ với chị Bi đem bộ đi chùa xuống. Trời ơi má ơi, tôi chưa kiếm được cái bao đồ bò luôn á Bi. Không hiểu gì sao luôn á.
Ngọc Lam lấy con đi ạ. Bi lấy cái con áo này luôn nè Bi. Con áo ở bên áo đế 150 nghe mà eo vì đen ở trước á. Eo vì đen hồng hồng á. Ngọc Lam anh ơi. Ngọc Lam qua mình có cái bill nè. Ngọc Lam, Ngọc Lam có bill nè. Chị ơi gửi em hai cái hai màu nha, số lớn nhất gửi rồi chị Hiền. Lấy rồi, lấy rồi. Nè của Ngọc Lam nè. Anh vô anh coi thử hai cái áo em tính Ngọc Lam nhiêu, em nói em quên mẹ rồi. Đo lưng nhiêu shop. Đo lưng nhiêu shop. Lưng này chắc phải để từ từ. Lưng này. Em nói chị Lâm Toàn yên tâm đi. Cái con này em mặc mới size 34 thôi mà em 89 kg là chị mặc thoải mái, khỏi còn đo lưng. Tại vì cái độ giãn của nó kinh khủng lắm, nó không phải như hàng riêng rẻ. Em bán hàng riêng rẻ tại mấy chị thích, em bán hàng riêng rẻ em ke, em không biết ke làm sao luôn. Còn hàng này là hàng riêng xịn chị. Chị coi cái form của nó nè, coi có cái form xanh nè nha. Có cái form con chườn neo xanh mà chị coi nó giãn nè. Chị coi nó đỏ giãn nè. Áo sơ mi gì tính nhiêu? 120 đi, 120 đi. Rồi chờ cái áo mới lùng nữa của chị Ngọc Lam, mai gửi bill Ngọc Lam luôn. Con này là xanh nè. Con này là xanh. Con này là xanh. Đó, xanh có, đen có nha. Xanh có và đen có. Con coi hồ hó rồi bỏ bao tiền chị đi, chứ ngoài nhà cũng bắt chị đi. Chị lên chị xuống cầu chị đi. Đó chứ người ta chỉ phụ hộ của mình là mình là... Con là chạy chốt á. Con yên tâm hôm nay mốt gì viết chi chốt lại. Vì viết chi chốt lại gì còn 400 vùng lót ế gì viết chi chốt lại cho con. Cái nhà có mình con mà. Đúng không? Nhà gì có. Đây con lại biết chi chốt lại cho con 400 vùng lót. Con Nguyên kể áo vú con chừng chi chốt cho anh nha. Áo vú với quần xì cho anh á. Áo quần xì cái lùng hả? Quần xì cái lùng áo vú cho anh. Chưa ghi gì hết á. Lấy cái gì con? Rồi 150 120. Đợi cái áo bé Bi xuống nữa. Ủa Bi ơi, cái bộ đồ đi chùa có chưa Bi? Ủa cái lùng này không có xách đồ bao đi chùa xuống hả con? Con đâu có xách lên. Quần sọt em còn hai con size lớn nha. Nhưng mà hai con này là 220. Còn hai con này size lớn, size khoảng cỡ phải là từ 90 đến 95 kg. Hai con chữ N nè. Ha. Rồi đây, 150 của bé gì luôn á. Bộ đi chùa. Nói chung là bộ đi chùa qua giờ bán hơi bị nhiều rồi mấy chị. Phải 18-19 bộ rồi đó. Bộ đi chùa nè, vải lụa đẹp lắm. Bộ này mà mấy chị mà chỏng mông mà lạy thì em nói thiệt với mấy chị á, không có bao, không có đứt chỉ đâu luôn á. Nè, màu cũng sang mà vải lụa cũng đẹp ha. Màu rất là sang, lụa rất là đẹp ha. Xanh đậm không có chị. Màu rất là sang, lụa cũng đẹp. Nè, còn đóng bill cho mày đi. Đi đi ấy cho mày khỏi tưởng mở. Anh ơi làm bill Hà Mi Nguyễn nha luôn anh nha. Bill chị Hà Mi Nguyễn cho địa chỉ số điện thoại rồi đó. Chút nữa làm bill chị Hà Mi Nguyễn nha. À, Lê Thị Hồng Ngon hồi nãy có bill chưa vậy? Có. Em lấy hai bộ cho Lê Thị Hồng Ngon chưa? Được. Nguyễn Phượng quận 12 cũng đi bill đi nha. Lấy cho chị Phương Nguyễn Mai nè. 5 cái quần lót cô tông 101 với bịch khô bò. Đây Phương Nguyễn Mai còn bill đây nè. Đi bill luôn. 5 quần cô tông là quần màu cánh sen ở trong vỏ đó bây giờ. Ừ. Em thêm một bộ 80 mực ngực 118. Bộ 80 kg mà ngực 118. Cao 1m56. À, trời, hai cái mảnh gái vẫn rồi. Để em đang suy nghĩ. Chị ở nha, ủ má nó giết chị chút cho mày quần xì giấu chú đó tao nha. Chú 118 chắc em phải ra lấy cho chị bộ 2 ịt quá. Thôi lấy bộ XL thôi. Nè Trang Nguyên nè. Còn có quần chín tóc không chị? Có tra thư. Có thư mà nó nằm trên lầu á. Bộ đi chùa cho em nha. Chân anh Boss. Còn bộ đi chùa mặc đẹp lắm. 240. Chân anh Boss. Bây giờ đưa đổ cái bộ gì cho chị Trang Nguyên. 118 sợ chặt vú đi đứng lên đứng. Sợ nó ôm vô đứng lên đứng xuống nó bị... nó bị chật vú, nó không có đẹp á. Đổi cho chị Trang Nguyên XL là được rồi hả? Ok, XL là được rồi nè. Trời ơi, cái bộ này ngày hôm qua giờ nói chung là bán lũng đoạn thị trường luôn á. Em đang ra hai mẫu nữa, một mẫu đen và một mẫu vàng chùa nha. Nhưng mà hai mẫu đó đắp qua đắp lại đẹp lắm mấy chị. Quảng niên ha, hai mẫu nó đẹp lắm. Đây nè mấy chị, cái đồ đi chùa này bán xuyên đêm xuyên lục địa luôn.
đi chùa 24. Còn đi chùa 240. Em một bộ đi chùa 87kg của Ngọc Trinh Nguyễn. Trinh Anh Bọt. Vải đẹp lắm mấy chị. 240 của Ngọc Trinh Nguyễn. Vải đẹp vô số kể nha. Gì không? Sửa chữa gì vậy? Trinh Anh Bọt 240. Đúng rồi. Nè, Phương Nguyễn Mai hả? Phương Nguyễn Mai 101. Đó, ghi sát bên bỏ cho con 101. Với cái này 101 nữa, cái này 102 nữa. Cô Tông Ngọc Trinh Nguyễn. Dạ, ok chị. Rồi lên mở mấy cái quần rin trên đó bây giờ. Lấy giùm em 2 cái 36 thành 2 cái 34. Hai cái quần rin size 34 xuống đây, quần rin nam. Mấy cái bịch đen trước mấy quạt, hai cái quần rin 34 của quần nam xuống đây. Ừ, màu nào cũng được. Chốt bill cho em tối nay nha. Chị Trăng Anh Boss, hồi bữa em tính lộn chỉ gì, báo nhắn tin qua đi. Báo nhắn tin qua cho em đi. Ủa nãy chị Trăng Anh Boss có lấy cái bộ hàng sale không? Quần lót 101 em mặc vừa không? Em mặc vừa, không biết Ngọc Trinh mặc vừa hay không. Em là mặc vừa đó. Mấy chị thấy vậy cho nó dễ mặc lắm. Thiệt nè. Em để bề ngang quần cho mấy chị coi nè. Đó. Mấy chị thấy em còn dư một miếng không? Em để bề ngang quần nè. Nè mấy chị thấy không? Để bề ngang quần cho mấy chị nè. Đó. Bộ đi chùa 85kg của Trần Diễm. Dạ ok chị Trần Diễm. Chị nào khách mới mua em ít ít thôi nha. Mua một mẫu để coi thử có ok không. Thì lần sau mình đặt tiếp ha. Ừ em vậy á mấy chị. Hôm nay về bộ caro 240 nè. Lưng cao không? Lưng không cao. Hôm nay em về bộ caro 240 4 size nha. Vải co giãn. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Má mấy thấy mấy cục hàng bơm em quải hàng ghê luôn. Kèm với quần chín tóc này mấy chị ha. Quần chín tóc bây giờ phải ngày mai lên lầu coi Thương Minh ơi. Giờ mấy baby nó khuyên xuống. Để bỏ cái bộ caro vô chưa vậy? Cái lồn đứng vậy, bỏ cái bao đá lên đây nè bé. Bỏ cái này đá lên nè. Bỏ cái bộ đá lên con. Bộ má đồ chị che của ổng. Thích. Sắp cái caro nè. Coi trong đây thì có cái bộ caro nè chị anh. Chưa thì bỏ thôi. Không, bộ đá sắp lên luôn không? Cho em bộ caro đó hay chị anh ơi. Không, lấy cái này thôi. Lấy cái này chụp hình. Dưới nữa cái bộ này gì chụp rồi. Hay rồi, có hay rồi. Rồi bỏ dưới đây luôn. Nha Mai nha Thư Minh nha. À, mấy chị muốn mà hồi nãy có cái áo lẻ công sở, áo dây. Áo dây giống em đang mặc nè. À, áo dây giống như em đang mặc. À, áo dây giống như em đang mặc có đủ size. Chị nào thích size nào thì báo nha. Trần Diễm này xin cô Trần Diễm địa chỉ số ngồi để đang xin cô Trần Diễm địa chỉ số ngồi. Bỏ ở ngoài cùng đi anh. Bỏ lên ở ngoài cùng đi rồi tính sau. Cái bao áo thun này, chị nào hồi nãy hỏi áo thun lẻ. Bi ơi, Bi ở rảnh hả? Đưa cái bao áo thun lẻ 120 tối qua xuống. Bao áo thun lẻ nè mấy chị. Nè tay lai lật nha. Nhưng mà bao áo thun lẻ tối qua đủ hình ở trên lầu ấy. 120 tối qua về bây giờ. Nè bao áo này mới tối qua về nè. Ha. Có size dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg, 120 ngàn. Nó là tay lọc khi mấy chị mặc lên xinh lắm. Khi mấy chị mặc lên rất là xinh. Ghi size luôn nha con. 120 ngàn mấy chị. Đủ size ha. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Ở đây đã được mấy con nè mấy chị. Ở đây tiện qua em đem về chụp hình á. 120 một áo. Cái màu em đang mặc là trắng nè. Con này là lông chuột nè mấy chị. Nó đủ hình hết nha. Con này là lông chuột nè. Con này là lông chuột nè mấy chị ha. À, lông chuột. Nó có đủ size nha. Rồi đi chùa. Bộ này sắp lên luôn là bên ngay sau lưng con luôn. Phía trên đầu ha. Con này là áo đen nè. Đủ màu hết đó mấy chị. À, những con này thì... những con này thì chỉ có 120 ngàn thôi nha. Mấy chị chốt cái gì thì mấy chị chốt. Ê, cũng lông chuột nhưng mà hình lông chuột cô gái nè. À, đen. Có đen nữa ha mấy chị ha. Có đen, có trắng. Có tím nữa mà hết tím rồi. Có tím nữa mà hết tím rồi mấy chị ơi.
hết tím rồi. Chị nào chốt tím thì chốt lên giúp giùm em tím ha. Đây là đen nè mấy chị ơi, đen con khủng long. Dễ thương, đen khủng long. Trình diễn thì cũng không có gì hết, mà thành phố sát bên thì nghỉ rồi thôi. Bên... thôi hỏi đi hả. Rồi đây nha mấy chị nha, chị nào chốt áo tay lật này chốt lên giùm em nha. Nghỉ ha mấy chị ha, mai gặp lại. Mai gặp lại mấy chế nha, cột bỏ thế này đi con. Rồi mai gặp lại mấy chị ha. Chào mấy chị nè.